chương 580, cho người một cây búa, hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Một người hầu của lục gia mà thôi, không ngờ chỉ dùng một chiêu đánh bại vũ sư tứ trọng, lần này đương nhiên nổi danh rồi. Sau đó dương gia cũng không dám đi tìm lục gia, lục gia có ba đệ tử thân truyền trong vân dương tông, dương gia không thể trêu vào. Lúc này, lục tiểu bạch trở thành danh nhân của Trấn Thanh Vân, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, lục tiểu bạch lập tức trở thành tổng quản cao cấp của lục gia sự tình to nhỏ của lục gia trên cơ bản hắn đều có thể làm chủ ngay cả một ít tộc nhân chi thứ địa vị còn không bằng hắn nhanh lên một chút ở đây còn chưa sạch sẽ công tử sắp trở về rồi nhanh chóng quét tước sạch sẽ cho ta lục tiểu bạch thét to tiểu bạch tổng quản tiểu nhân nghe nói công tử là đệ tử thân truyền của vân dương tông điều này là thật sao một người hầu trong mắt hiện lên sự ước ao hỏi đúng vậy Công tử còn đại biểu Vân Dương Tông đi tham gia đại hội Tam tông tứ môn, mấy ngày nữa công tử trở về ta sẽ giới thiệu cho các ngươi." Lục Tiểu Bạch vô cùng đắc ý nói, "Tiểu Bạch tổng quản, vừa rồi Thu Cúc của Tần gia tới tìm ngài, thế nhưng lại không tìm được cho nên nhờ tiểu nhân chuyển cáo ngài, nói là muốn ngài nhớ ký hẹn ước hoàng hôn, trăng treo đầu cành." Một người người hầu tuổi tác không lớn nói với Lục Tiểu Bạch, "Thu Cúc có phải là nha hoàn của Tam tiểu thư Tần ra không?" Lục Tiểu Bạch trước mắt, tựa hồ không nhớ gì cả. Tiểu Bạch tổng quản, ngài nhớ lầm rồi, thu cúc là nha hoàn của nhị tiểu thư Tần gia. Người hầu nhất thời nói: "Chúc mừng Tiểu Bạch tổng quản, thu cúc này rất đẹp, nghe nói không ít người đều coi trọng, không nghĩ tới nàng đối với Tiểu Bạch tổng quản lại có tình ý nha." Thưởng ngươi một cái búa, Lục Tiểu Bạch trừng mắt, ngón trỏ uốn lượn rồi lập tức đánh vào trên trán người hầu kia, truyền ra âm thanh thanh thúy. "Tiểu Bạch tổng quản, tiểu nhân đâu có nói bậy bạ đâu." Người hầu kia ủy khuất cúi đầu hắn quả thực không biết mình đã nói sai cái gì trước tiền đồ ấy của ngươi tính là gì tiểu bạch tổng quản ta là người như thế nào một nha hoàn có thể đặt vào trong mắt ta sao công tử đã từng nói phải lấy thiên kim tiểu thư ta nói cho ngươi biết người ta xem trọng là nhị tiểu thư nhà bọn hắn chứ không phải thu cúc kia sau này lão tử phải kết hôn với một thiên kim tiểu thư không nói sai rồi là lấy bảy thiên kim tiểu thư một đêm một người bảy người vừa vặn bảy ngày Lục Tiểu Bạch vinh váo tự đắc nói, đây chính là những lời công tử nói với hắn nha. Phanh, một thanh âm thanh thúy từ gáy Lục Tiểu Bạch vang lên. Ai đánh ta, Lục Tiểu Bạch xoay người về phía sau, lúc này một thanh âm truyền tới. Bằng vào chút tiền đồ ấy của ngươi, ta đánh ngươi là đúng rồi, nhanh như vậy đã muốn lấy bảy thiên kim tiểu thư cơ đấy. Lục Tiểu Bạch vẻ mặt giận dữ nhìn lại, đồng thời sau khi nhìn thấy thân ảnh phía sau hắn há hốc mồm, lập tức hai mắt nhòe đi, mở miệng muốn nói gì nhưng không thốt lên được sao nào ta đánh ngươi ngươi còn muốn đánh ta sao thật ra ngươi cũng có chút tiền đồ cao hơn tổng quản bình thường a thân ảnh lục thiếu du xuất hiện ở trước mặt lục tiểu bạch khóe miệng mỉm cười công tử người trở lại rồi ta nhớ người muốn chết kỳ ngạc nửa ngày lục tiểu bạch rốt cuộc bình tĩnh lại rồi nhào tới ha ha lẽ nào ngươi không muốn ta trở về sao lục thiếu du cười nói hai đại nam nhân lập tức ôm nhau nhìn thấy một màn này vân hồng lăng bên cạnh có chút kỳ quái Tiểu tặc này và mấy người khuất đao tuyệt dường như cũng không có cảm tình tốt như thế này a." À. Nàng không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lục Tiểu Bạch. "Công tử, chúng ta mau vào thôi, phu nhân mấy ngày nay một mực nhắc." "Tới công tử, lỗ tai của tiểu nhân cũng đã tê dại rồi." Hai đại nam nhân rốt cuộc cũng rời nhau ra, Lục Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn nói. "Tiểu Bạch, nhìn thấy công tử nhà ngươi rồi, ngay cả ta cũng không nhìn thấy sao?" Thanh âm Lục Vô Song truyền tới, "Tiểu thư, người cũng trở về sao?" tiểu nhân vừa nhìn thấy công tử cho nên quá hưng phấn, tham kiến tiểu thư. Lục tiểu bạch lúc này cũng nhìn thấy lục vô song, nhanh chóng thi lễ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vân hồng lăng bên cạnh lục vô song. Không chỉ có lục tiểu bạch mà đám người hầu còn lại đều dùng ánh mắt nhìn kỹ hai người lục vô song và vân hồng lăng, cả đám đều vô cùng chấn động. Mấy người hầu này dường như là mới tới lục gia cũng không nhận ra lục vô song, hai nữ nhân tuyệt mỹ như vậy khiến cho bọn họ chỉ có thể kính ngưỡng như nữ thần trong lòng mà thôi mấy người các ngươi nhanh ra mắt công tử và tiểu thư. Sau khi nhìn Vân Hồng Lăng một lát, Lục Tiểu Bạch lập tức giới thiệu Lục Thiếu Du với những người hầu chung quanh. Đây chính là người ta hay nhắc qua với các ngươi, chính là đệ nhất anh minh thần võ đồ gà mờ công tử. À, Lục Thiếu Du có cảm giác có một con quả đen bay qua đầu mình, trong nháy mắt vát ra mồ hôi lạnh, hận không thể hung hăng đá Lục Tiểu Bạch, thế nhưng không có biện pháp, đây là những lời mà hắn giải thích với Lục Tiểu Bạch A. Tham kiến công tử, tiểu thư, mấy người hầu kinh hoàng hành lễ, công tử, vị tiểu thư này là, lần thứ hai đánh giá Vân Hồng Lăng, lục tiểu bạch nhanh nhở hỏi, ánh mắt nhìn về phía công tử gia của hắn, dường như đã đoán được cái gì đó. Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau dẫn ta vào, lục thiếu du chừng mắt nói với lục tiểu bạch, hắc hắc, lục tiểu bạch cười hắc hắc nói, đi thôi công tử, phu nhân nhìn thấy người trở về nhất định sẽ vui đấy. Bốn người nhanh chóng đi vào cửa, lục tiểu bạch dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức nói với một người hầu. Triệu tiểu hổ, người nhanh đi thông báo cho thu cúc của tần gia kia một chút, bảo nàng nói cho nhị tiểu thư của nàng, đêm nay ta không rảnh, cho nên không tới. Ta nghe nói tiểu thư cũng là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, địa vị so với tộc trưởng của các gia tộc trên Trấn Thanh Vân còn cao hơn. Tiểu thư đẹp quá, giống như là tiên nữ vậy, vị tiểu thư bên cạnh cũng như vậy, ta chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy. Lục tiểu bạch, tu vi tiến bộ không chậm A, à. trong hành lang, lục thiếu du nói với lục tiểu bạch, hắn cảm nhận được khí thức trên người lục tiểu bạch hiện tại đã tới vũ phách nhất trọng, ngừng tụ vũ đan đột phá vũ phách, không ngờ lục tiểu bạch chỉ tu luyện 3 năm đã có thành tựu như vậy. So với những đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông cũng không kém là bao về thiên phú. Hắc hắc, cái đó, tiểu nhân ăn chút đan dược, sau đó tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít, lục tiểu bạch cười hắc hắc. Lúc này đang có mặt những người khác cho nên hắn cũng không nói ra việc nam thúc cho hắn ăn đan dược cải tạo thể chất, hắn lại nói thực lực của công tử hiện tại chỉ sợ rất mạnh đúng không? mươi 581, gặp mặt mẹ chồng, chuyện được thực hiện bởi com Mạnh hơn với ngươi một chút, lục thiếu dù cũng không khách khí, đối với thực lực của tiểu bạch hắn cũng đoán được đây là công lao của nam thúc. Công tử, mọi người chậm rãi đi trước, tiểu nhân chạy trước báo cho phu nhân. Lục tiểu bạch nói xong lập tức chạy đi trước, tiểu tặc, ta có chút hồi hộp, vân hồng lăng lúc này vô cùng khẩn trương, tim đập thình thịch, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khẩn trương đến vậy không sao mẫu thân ta không ăn nàng nàng là một tiểu thư không sợ trời không sợ đất hôm nay không ngờ lại khẩn trương như vậy lục thiếu du mỉm cười nói người ta không phải là vì gặp mẹ ngươi sao vạn nhất mẫu thân chàng không thích ta thì sao vân hồng lăng quệt miệng nói với lục thiếu du ngay cả cha nàng ta cũng đã gọi một tiếng nhạc phụ nàng có phải cũng nên đổi giọng rồi không lục thiếu du mỉm cười nhìn nữ tử này có đôi khi nàng vô cùng khả ái ta vân hồng lăng nói ta không nói ra được ha ha lục thiếu du và lục vô song phá lên cười trong một đình viện đẹp đẽ bên trong lục gia thanh âm của lục tiểu bạch nhanh chóng truyền tới phu nhân phu nhân tiểu bạch có chuyện gì mà ngươi hét to vậy trong đình viện la lan đi tới trước cửa nói với tiểu bạch phu nhân công tử đã trở về lục tiểu bạch chạy tới nhanh chóng nói với la lan nào có nhanh như vậy tính toán thời gian thì còn một tháng nữa hiện tại hẳn còn đang trên đường mà. La Lan Thị mỉm cười nói, phu nhân công tử thực sự đã trở về, người đang đi vào, lục tiểu bạch không ngờ phu nhân lại không tin, nghiêm túc nói. Thật sao, La Lan có chút bán tín bán nghi, tam a di, bọn con thực sự đã trở về, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, lục vô song lập tức đi tới bên người La Lan. Vô song, La Lan sửng sốt, lập tức vui vẻ nói, ba năm trôi qua lại xinh đẹp hơn rồi, tam a di, người lại trêu con rồi lục vô song nhẹ nhàng cười đứng ở bên cạnh la lan mẫu thân nhìn nữ tử trung niên trước mắt này lục thiếu du đi tới trước người mẫu thân mình chậm rãi đánh giá ba năm này không biết mẫu thân hắn còn phải chịu khổ nữa hay không lúc này tiểu long và bạch linh đã sớm nhảy khỏi vai lục thiếu du đi tới phòng của hắn thiếu du con thực sự đã trở về vừa rồi mẫu thân còn tưởng tiểu bạch nói để cho ta vui mà thôi nhanh để mẫu thân nhìn xem có gầy đi tí nào không nhìn thanh niên trước mặt trong mắt la lan có chút nhòe đi kéo tay lục thiếu du không ngừng đánh giá mẫu thân con trở về là thực không phải con đang đứng trước mặt người sao lục thiếu du mỉm cười nói mẫu thân nghe nói con bị rơi xuống vực sâu hù chết mẫu thân tiểu tử này nói xong nước mắt la lan không nhịn được mà chảy ra khi trước nàng hầu như ngày nào cũng khóc con không sao rồi mẫu thân nhi tử của mẫu thân mạng cứng không dễ dàng chết như thế đâu lục thiếu du nói hai từ này để mẫu thân nhìn con thêm một lát. La Lan Thị nở nụ cười nói, người đã cao thêm một chút nha. Phu nhân, tiểu nhân đã nói công tử đã trở về, sao người còn không tin? Lục Tiểu Bạch cười nói, vị tiểu thư này là... La Lan Thị trừng mắt với Lục Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức chú ý tới một người khác trong đình viện, nhìn vào Vân Hồng Lăng. Tuy rằng La Lan xuất thân bẩn hàn thế nhưng từ quần áo trên người Vân Hồng Lăng, còn có khí chất cũng có thể nhìn ra Vân Hồng Lăng không phải là người bình thường. Hồng Lăng, còn không mau tới đây. Lục vô song mở miệng cười, trêu Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng luôn không sợ trời không sợ đất lúc này tay chân có chút luống cuống. Nghe thấy lục vô song nói vậy tức thì trừng mắt nhìn lục vô song, khẽ cắn răng một cái đi tới trước người La Lan Thị nói. Ra mắt mẫu thân, chuyện này, La Lan Thị lập tức sửng sốt. Mẫu thân, con là hôn thê của Thiếu Du, người là mẫu thân của Thiếu Du cho nên cũng là mẫu thân của con. Không đợi lục Thiếu Du và lục vô song mở miệng, Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn hai người rồi nói với La Lan Thị sau đó vô cùng thân thiết đi tới bên cạnh La Lan Thị. Lúc này La Lan Thị trực tiếp sửng sốt, có chút kinh ngạc, lại có chút giật mình nhìn về phía Lục Vô Song và Lục Thiếu Du. Tam A Di, đây là Hồng Lăng, là nữ nhi của Tông Chủ Vân Dương Tông, sau này cũng chính là con dâu của người. Lục Vô Song mỉm cười nói với La Lan Thị, ồ, nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên người, lúc này La Lan Thị tuyệt đối kinh ngạc. Nàng tuy rằng không phải tu luyện giả, thế nhưng ở lục gia nhiều năm đương nhiên cũng biết Vân Dương Tông là quái vật ra sao. Lúc này La Lan Thị có nằm mơ cũng không ngờ, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt nàng lúc này lại là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông, đó chính là tiểu thư của Vân Dương Tông. Mà hiện tại lại là con dâu nàng, mẫu thân, nàng chính là con dâu của người, nếu như không hài lòng con lập tức đổi người. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với La Lan Thị, tiểu tặc chàng dám, Vân Hồng Lăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi dùng vẻ mặt ủy khuất nói với La Lan Thị, mẫu thân người nhìn xem, chàng suốt ngày khi dễ con. Vân Hồng Lăng giả bộ ủy khuất, lại còn than thở khóc lóc, quả thực vô cùng giống khiến cho Lục Thiếu Du và Lục Vô Song biến sắc. Thiếu Du, hai từ này, sao con lại khi dễ Hồng Lăng? La Lan Thị lập tức tin ngay, cũng không thèm để ý tới nhi tử mình ngày đêm mong nhớ nữa. Nàng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du sau đó nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, sau này tiểu tử thối đó dám khi dễ con, con phải nói cho mẫu thân, mẫu thân giúp con thu thập nó cảm ơn mẫu thân vân hồng lăng nhanh chóng nở nụ cười ánh mắt lén trừng mắt với lục thiếu du có vẻ vô cùng đắc ý đến đây bên người mẫu thân cũng không có thứ gì tốt cái vòng này tuy rằng không đáng tiền thế nhưng ta vẫn luôn giữ lại để trao cho con dâu coi như là quà gặp mặt cho con la lan thị lấy một vòng ngọc trong người ra đưa cho vân hồng lăng cảm ơn mẫu thân vân hồng lăng lập tức vui vẻ vòng ngọc này không giống bình thường nha có ý nghĩa vô cùng lớn lập tức nàng đeo nó lên tay từ trước tới nay đây là lần đầu tiên mới thấy nàng thuộc nữ như vậy. Lục Thiếu Du nhìn thấy một màn này cũng mỉm cười, tiểu thư của Vân Dương Tông, lại là hôn thê của công tử. Lục Tiểu Bạch ngạc nhiên, nhìn kỹ Vân Hồng Lăng này, lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Quả thực hắn vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng công tử nhà hắn quả thực không đơn giản. Hai tử nhà con, mang con dâu ta trở về cũng không nói cho ta biết trước. La Lan thị trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ. Lục thiếu Du bất đắc dĩ cười khổ, xem ra mẫu thân hắn có con dâu lập tức quên nhi tử mình là hắn rồi. Thế nhưng nhìn thấy mẫu thân vui vẻ như vậy, lục thiếu du cũng đã rất thỏa mãn. mươi 582, gặp lại Nam Thúc một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du và lục vô song nhìn nhau cười, hai người cũng từng thương lượng qua, chuyện của hai người chờ lúc thích hợp mới nói với đại bá và mẫu thân hắn. Một lát sau, mấy người mới tiến vào phòng, mẹ chồng nàng dâu trong chốc lát lập tức vô cùng thân thiết khiến cho lục thiếu du cũng phải cảm thán sau khi hàn huyên một lát lục vô xong lập tức rời khỏi phòng nàng còn chưa gặp phụ thân và mẫu thân của mình mà trong lúc mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện với nhau lục thiếu du liền đánh mắt cho lục tiểu bạch hai người lập tức rời khỏi đình viện lúc này lục thiếu du đương nhiên muốn tới vấn an nam thúc mà tiểu long và bạch linh thì lục thiếu du để chúng nó đi dạo trong lòng lục thiếu du nam thúc chiếm một vị trí vô cùng quan trọng dọc đường đi gặp không ít người hầu lục gia rốt cuộc lục thiếu du và lục tiểu bạch cũng đã tới đỉnh viện của nam thúc nơi này ba năm trước cũng không có gì thay đổi thậm chí là mấy bồn hoa héo rỗ nơi góc tường cũng chưa từng di chuyển đi đình viện cũng nát thế nhưng lại rất sạch sẽ tiểu tử để ta xem thực lực của ngươi thân ảnh lục thiếu du vừa tiến vào trong đình viện chưa được bao lâu thì phía sau lập tức truyền đến một tiếng quát nhẹ một đạo lực lượng bất ngờ đánh tới siêu sắc mặt lục thiếu du không biến đổi khóe miệng khẽ mỉm cười chân phải lục thiếu du khẽ rậm một cái thân ảnh nhanh chóng tránh khỏi đạo lực lượng kia siêu nhưng vào lúc này sau khi lục thiếu du tránh khỏi đạo lực lượng công kích mình thì đạo lực lượng kia trong nháy mắt tiêu tán trong hư không không có bất kỳ ba động nào thế nhưng một đạo công kích khác đã lập tức đánh tới quá nhanh lục thiếu du sợ hãi than tâm thần tỏa ra chân khí dưới chân bùng lên thân thể nhanh như thiểm điện lần thứ hai tránh được đạo công kích này Ồ. Một tiếng nghi hoặc truyền tới, lập tức phía sau lưng Lục Thiếu Du có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, cỗ lực lượng này rất quỷ dị, dường như khống chế không gian, một cỗ hấp lực từ đó truyền ra, khiến cho tốc độ của bản thân Lục Thiếu Du chậm hơn vài phần. Sắc mặt Lục Thiếu Du kinh ngạc, chân khí trong cơ thể bạo phát, vòng xoáy dưới chân trong nháy mắt hiện lên, tốc độ tăng vọt rất nhiều, siêu một tiếng hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt thoát khỏi không gian bị vây quanh. Lục Tiểu Bạch ở bên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến hắn phát giác mình căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của công tử, chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Siêu, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dáng vẻ có chút già lua yếu đuối. Hai mắt bắn ra tinh mang, lập tức khôi phục lại ánh mắt mở đục, trên người mặc quần áo dệt bằng vải thô, toàn thân dường như là một người chỉ bước một bước nữa là có thể nhắm mắt. Lão đầu tử, con nhớ người muốn chết, lục thiếu du thu hồi chân khí, nhanh chóng đi tới bên người Nam Thúc, cảm giác thực lực vừa rồi của Nam Thúc, trong lòng lục thiếu du rất là kinh ngạc, trước đây hắn nhìn không ra được thực lực của nam thúc hiện tại vẫn như cũng không thể nhìn ra được ta nghe được tin tức nói ngươi đã chết dưới vách núi nhưng ta biết tiểu tử ngươi không dễ chết được lão bộc tên nam thúc kia dùng ánh mắt mở đục trừng mắt nhìn lục thiếu du trong mắt tựa hồ cũng mang theo một tia tán thưởng tiểu tử mạng lớn không chết được lục thiếu du khẽ cười nói vũ tướng nhất trọng thực lực không tồi phù quang lược ảnh của vân dương tông cũng lấy được rồi chứ không nhục sứ mệnh rốt cuộc cũng chiếm được phù quang lược ảnh Lục thiếu du đắc ý đích cười, còn có thứ đó thì sao? Nam thúc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ lục thiếu du nói. Ở đây, lục thiếu du nói xong, trên nhẫn chữ vật ẩn trên tay xuất hiện một đám quang mang bắn về phía nam thúc. Siêu, quang mang trong tay nam thúc trượt lẽ, nhất thời hiện ra một vật giống. Như hình vuông, đây là một vật cao chừng nửa thước, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng lúc này nhìn thấy vật này, ánh mắt nam thúc xuất hiện vẻ khác thường không ngừng đánh giá vật trong bàn tay, khóe miệng nam thúc hiện lên tiểu ý, lập tức nói. Không sai, tiểu tử ngươi quả thực có chút bản lĩnh, bảo bối của Vân Dương Tông, không ngờ thực sự bị ngươi đắc thủ được. Nói đến thì dài dòng, thúc đừng cho là dễ. Lục Thiếu Du nói, vào đi, nói chuyện với ngươi một chút. Lão bộc nam thú nói với Lục Thiếu Du xong lập tức quay sang Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi về trước đi. Vâng, nam thúc, Lục Tiểu Bạch kính cẩn trả lời, lập tức rời khỏi đình viện. Trong một căn phòng, Lục Thiếu Du ngồi xuống, tinh quang trong mắt Nam Thúc thu lại, khôi phục vẻ mờ đục trong mắt. Sau đó Lục Thiếu Du đem chuyện xảy ra trong 3 năm nói với Nam Thúc, ngay cả chuyện liên quan tới Thánh Thủ Linh Tôn cũng không ngoại lệ, đối với Nam Thúc này Lục Thiếu Du đương nhiên hết sức tín nhiệm. Từ chuyện trong sơn mạch vụ đô cử tử nhất sinh cho tới phi linh môn, cuối cùng tới đại hội tam tông tứ môn gần đây, còn có cả lý do tại sao lấy được vạn niên xích đồng Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm. Từng chuyện Lục Thiếu Du nói ra, khuôn mặt không bao giờ có chút gợn sóng của nam thúc lúc này có chút biến hóa nam thúc chuyện ba năm của con đại khái là như vậy cuối cùng lục thiếu du nói ba năm ngày quả thực không hề dễ dàng coi như là vận khí của ngươi nam thúc kinh ngạc nhìn lục thiếu du lại nói thánh thủ linh tôn không nghĩ tới ngươi cũng có một đoạn duyên phận này khôi lỗi trận pháp còn có khống thú thuật ngươi nên luyện tập nhiều hơn đối với ngươi có không ít chỗ tốt nam thúc ngươi cũng biết thánh thủ linh tôn sao lục thiếu du có chút kinh ngạc hỏi nam thúc không nhận ra ta chỉ từng nghe nói qua mà thôi hắn là một trong những siêu cấp cường giả thế hệ trước danh hào trên toàn bộ đại lục đều vô cùng vang dội nam thúc cười nói lục thiếu du đảo mắt cũng lập tức hiểu được vị sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tôn này đã ngã xuống trong sơn động kia mấy nghìn năm mặc dù cường giả linh tôn cũng có tuổi thọ không ngắn nam thúc được nhiên không biết thánh thủ linh tôn là đúng rồi không nghĩ tới quán quân đại hội tam tông tứ môn lại bị ngươi nắm lấy thực lực quả nhiên không tồi nam thúc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lục thiếu du lại nhướng mày nói người vừa nói trên đại hội tam tông tứ môn cũng xuất hiện một vũ giả toàn hệ sao đúng vậy vũ giả toàn hệ tứ hệ đều có lục thiếu du nói vũ giả toàn hệ vẻ mặt nam thúc trầm xuống không biết suy nghĩ cái gì lập tức nói được rồi người đã lấy được vạn niên xích đồng ta cũng nên nói cho người một ít lai lịch của vạn niên xích đồng này lục thiếu du đưa mắt nhìn nam thúc đối với lai lịch của vạn niên xích đồng, Lục Thiếu Du cũng không hiểu được bao nhiêu. Chỉ từ trong miệng Vân Khiếu Thiên biết được một chút, chương 583, gặp lại Nam Thúc 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, vạn niên xích đồng này chính là một kiện trọng bảo luyện khí, phỏng trừng rơi vào trong tay Vân Dương Tông vô số năm rồi, người có biết những tài liệu luyện khí tốt nhất không? Con biết, những tài liệu này là thần long mộc trong truyền thuyết, thanh minh thạch, huyền tinh tinh, còn có long giác phượng vũ đạt tới bát giai trong truyền thuyết đây đều là những tài liệu luyện khí tuyệt hảo lục thiếu du đáp trong thiên linh lục đều giới thiệu tới những tài liệu này cho nên hắn cũng biết không sai nam thúc mỉm cười nói thần long mộc thanh minh thạch huyền tinh tinh còn có long giác phượng vũ đạt tới bát giai như ngươi nói đương nhiên vô cùng tốt binh khí luyện chế ra có thể miễn cưỡng được gọi là thần binh thế nhưng cũng không thể coi là thần binh chân chính những tài liệu này đối với người bình thường mà nói đều là tài liệu có thể ngộ chứ không thể cầu dùng những tài liệu này luyện chế binh khí ngay cả cường giả vũ tôn cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt nam thúc ý người muốn nói là vạn niên xích đồng so với chúng nó còn tốt hơn lục thiếu du hỏi trong thiên linh lục từng ghi chép về vấn đề này nhưng tài liệu tốt nhất lại là thần long mộc đương nhiên nam thúc mỉm cười nói tu vi của ngươi bây giờ cũng đã đạt tới vô tướng có một số việc ngươi còn chưa biết nhìn lục thiếu du nam thúc nói thực lực càng cao nhu cầu đối với binh khí càng lớn, đặc biệt là tới Vũ Vương, tốc độ tu luyện sẽ giảm đi, thiên phú cũng chỉ là phụ, nếu như không có thế lực sau lưng chống đỡ thì vài thập niên đột phá một trọng là chuyện bình thường. Nếu như gặp phải người có tu vi đồng cấp, có trong tay một kiện thần binh thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hiện tại hắn còn chưa có binh khí, bình thường khi giao thủ có đôi khi cảm thấy bất lợi, nếu như có binh khí trong tay, đương nhiên có thể tăng cường thực lực, vạn niên xích đồng này trong lúc vô ý ta mới biết được vạn niên xích đồng tuy rằng so với thần long mộc thanh minh thạch tốt hơn thế nhưng theo ta được biết nó cũng không phải là tài liệu luyện khí tốt nhất nhưng có thể coi là cực kỳ có giá trị nam thúc nói nam thúc suốt cuộc vạn niên xích đồng này có đẳng cấp như thế nào lục thiếu du hiếu kỳ hỏi vạn niên xích đồng đến từ thời thượng cổ hiện tại toàn bộ đại lục này cũng không có tài liệu luyện khí nào như thế nữa nam thúc nói thượng cổ sao lục thiếu du nhướng mày mật địa của Vân Dương Tông cũng chính là một khối lục địa thượng cổ sót lại. Nam Thúc, người cũng biết mật địa của Vân Dương Tông sao? Lục Thiếu Du nói, xem ra, quan hệ giữa Nam Thúc và Vân Dương Tông không cạn. Ngươi cho rằng đây là bí mật sao? Những cường giả khác đều biết, Vũ Linh Thánh quả trong mật địa hẳn ngươi cũng đã được nếm qua, vật đó đối với việc sau này ngươi đột phá Vũ Vương có không ít chỗ tốt, bằng không ta bảo ngươi đi Vân Dương Tông làm gì. Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Nam Thúc, không phải người có quan hệ gì với Vân Dương Tông đó chứ? Vì sao chuyện gì của Vân Dương Tông người cũng biết vậy? Lục Thiếu Du cả kinh nói, Vân Dương Tông này trong miệng Nam Thúc dường như không có bí mật nào cả. Vân Dương Tông sao? Nam Thúc trừng mắt rồi lập tức nói, trong Vân Dương Tông này có mấy lão gia hỏa thực lực không tầm thường, khi trước ta cũng không dám trêu chọc toàn bộ bọn chúng, bằng không vạn niên xích đồng này cũng đã sớm bị ta đoạt lấy. Đoạt sao? Lục Thiếu Du trắng mắt nhìn Nam Thúc, xem ra Nam Thúc cũng không phải là người lương thiện gì vạn niên xích đồng đến từ thời thượng cổ thời đó rất nhiều tài liệu luyện khí so với vạn niên xích đồng còn mạnh hơn thế nhưng hiện tại trên đại lục những tài liệu có thể so với nó không có mấy coi như là mấy gia tộc lánh đời cũng không có tài liệu luyện khí nào có thể so sánh được với vạn niên xích đồng nam thúc nói nam thúc gia tộc lánh đời là sao lục thiếu du hỏi trong lòng không khỏi hoang mang xem ra nam thúc biết không ít bí mật hỏi nhiều như vậy làm gì có bao nhiêu thực lực thì biết bấy nhiêu chuyện thôi, biết nhiều không nhất định là chuyện tốt. Nam Thúc nói, vạn niên xích đồng này ngươi cũng đã lấy được rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Nam Thúc, vạn niên xích đồng này không phải rất khó luyện hóa sao? Vân Dương Tông cũng không thể luyện hóa, người thực sự có thể luyện hóa nó sao? Lục Thiếu dù có chút hoài nghi, chê cười, ta không thể luyện hóa thì cho ngươi mang về đây làm gì? Nam Thúc chừng mắt nói, vạn niên xích đồng này vô cùng khó luyện hóa, hơn nữa nếu như mạnh mẽ luyện hóa nó coi như là thời toàn thịnh của ta, cũng rất khó làm được. Bằng không đám gia hỏa của Vân Dương Tông kia cũng không thúc thủ vô sách như vậy. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, nếu muốn mạnh mẽ luyện hóa thì càng không thể làm được. Nam Thúc, không phải người đang đùa giỡn con chứ? Vậy bây giờ người, luyện hóa được hay không luyện hóa được?" Lục Thiếu Du nói, "Ta rất khó luyện hóa được, thế nhưng ngươi thì có thể luyện hóa, chỉ là ngươi phải nếm chút khổ sở rồi." Nam Thúc mỉm cười nói, "Con sao?" lục thiếu du ngạc nhiên nhiều cường giả của vân dương tông như vậy hắn có thể luyện hóa được sao luyện khí có rất nhiều loại mà trùng hợp ta biết một loại có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng đến lúc đó ngươi sẽ biết nam thúc mỉm cười nói với lục thiếu du sau khi rời khỏi đình viện của nam thúc lục thiếu du lập tức đi ra phía sau núi đem ba đầu thị huyết yêu lang thả ra phía sau núi trên cơ bản cũng không có người đến lục thiếu du cũng căn dặn ba đầu yêu thú không được đả thương người khác rồi mới rời đi chủ nhân nghịch lân yêu bằng thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ lại thêm thủy hỏa yêu giao hai đầu lúc này cũng được lục thiếu du thả ra, cả bốn đầu yêu thú đều thu nhỏ lại thân hình. Sau này các ngươi không cần ở trong không gian thú nang nữa, tự do đi lại đi, miễn là đừng khiến cho người khác chú ý là được. Lục thiếu du nói, bốn đầu yêu thú vô cùng hưng phấn, thân thể thu nhỏ lại, người bình thường căn bản cũng không nhìn thấy bọn nó. Lục thiếu du lập tức đi vào đình viện, dọc đường không ít người hầu khi gặp hắn đều hành lễ, hiện tại không còn ai dám cho rằng lục thiếu du là thiếu gia phế vật như trước đây bên ngoài phòng lục thiếu du nghe thấy thanh âm nói chuyện của hai người mẫu thân và vân hồng lăng dường như đang nói chuyện ngày bé của hắn chỉ là khi nghe mấy chuyện này lục thiếu du không khỏi mỉm cười bởi vì cũng không có quan hệ tới hắn lục thiếu du đi vào phòng vân hồng lăng vui vẻ đi tới bên người lục thiếu du trên tay còn đeo vòng ngọc mà la lan thị tặng lúc chạng vạng lục thiếu du vân hồng lăng la lan thị ba người đang nói chuyện phiếm thì hai huynh đệ lục đông, lục tây sau khi biết được tiểu thư vân dương tông tới lục gia nhanh chóng mang theo không ít trưởng lão của lục gia chạy tới hành lễ. chương 584, người muốn nhẹ một chút sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nể mặt lục vô song và lục thiếu du cho nên Vân Hồng Lăng cũng nói với lục đông, lục tây vài câu, bằng không một lục gia nho nhỏ, Vân Hồng Lăng cũng không để ý tới. Biết được tin tức tiểu thư Vân Dương Tông và lục thiếu du đính hôn, Trung trưởng lão lục gia kích động không ngớt, cả đám tới trước mặt lục thiếu du đều vô cùng khúm núm. Đối với những người này trong lòng lục thiếu du cũng không để tâm tới. Khi trước lục thiếu du cũng đã bị bọn họ khi dễ không ít, những người này chính là đám cỏ đầu tường. Nhìn thấy bọn họ trong lòng lục thiếu du cũng không thấy thoải mái. Toàn bộ lục gia, người lục thiếu du coi trọng duy nhất cũng chính là đại bá lục đông. Lúc trung trưởng lão lục gia đang hưng phấn thì lập tức tung hô la lan thì tới tận mây xanh, nào là sinh ra một nhi tử tốt, tìm được một con dâu tốt, những từ ngữ buồn nôn liên tục tuôn ra khiến cho lục thiếu du khó chịu. Thế nhưng trong đám người này lục thiếu du cũng không nhìn thấy lão nhị lục gia lục nam, còn có triệu tuệ, ngay cả lục trung cũng không thấy xuất hiện. Sau khi mọi người rời khỏi, sắc trời đã tối, vào đêm Vân Hồng lăng đang, trong bệnh viện thì la lan thị dục hai người đi nghỉ ngơi. Lúc này Vân Hồng lăng cúi đầu, đỏ mặt chậm rãi theo lục thiếu du đi vào phòng. Căn phòng này vẫn như ba năm trước, tất cả đều không có thay đổi gì. Lục Thiếu Du nhìn cũng biết nhất định là mẫu thân luôn duy trì bộ dáng nó như lúc ban đầu hắn rời đi. Trong phòng, còn có một ngọn đèn phát ra ánh sáng nhu hòa. Lục gia không giống như Vân Dương Tông, mỗi phòng đều có dạ minh châu chiếu sáng, lục gia còn chưa đạt được trình độ như vậy. Vân Hồng Lăng đứng ở trong gian phòng không biết làm gì. Nàng cúi đầu giường như cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, thì thoảng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tặc, ta tu luyện đây, nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng nói, hắc hắc, ngày mai mới tu luyện không được sao lục thiếu du cười hắc hắc nói xong ôm vân hồng lăng lên thật vất vả mới có cơ hội này hôm nay cũng không thể bỏ qua như vậy được ngươi ngươi muốn làm gì vân hồng lăng kêu lên khuôn mặt đỏ bừng nàng đoán thử xem chúng ta hiện tại danh chính môn thuận là phu thê rồi lục thiếu du nhẹ nhàng nói lúc này đã ôm vân hồng lăng tới trên dương nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này lúc này hắn đã không nhịn được nữa nhẹ nhàng hôn vào môi nàng tiểu tặc Vân Hồng Lăng không nói ra lời, Lục Thiếu Du không ngừng hôn lên mặt nàng, tai nàng, cuối cùng là đôi môi của nàng, khiến cho Vân Hồng Lăng cảm thấy đất trời chung quanh rắc chuyển, toàn thân như nhũn ra, không còn khí lực để dẫy dụa, cũng không muốn dẫy dụa. Đầu lưới Lục Thiếu Du không ngừng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của Vân Hồng Lăng, liên tục thăm dò, Vân Hồng Lăng chỉ có thể cố gắng đáp lại bằng bản năng nguyên thủy của mình. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng bắt đầu nóng lên, hô hấp dồn dập, toàn thân bắt đầu tê dại. Chậm rãi, tay lục thiếu Du bắt đầu chạy, từ trên lưng rồi qua chiếc eo nhỏ nhắn. Tiểu tặc, không được, chúng ta còn chưa thành thân. Vân Hồng Lăng lúc này đã biết lục thiếu Du muốn gì, bắt đầu từ chối, thế nhưng không còn khí lực để dễ dụa. Ta muốn nàng làm nữ nhân của ta ngay ngày hôm nay. Một cỗ tà hỏa sông lên khiến cho lục thiếu du không thể nhịn được nữa, thanh niên làm sao có thể nhẫn nhịn được cảnh này, bắt đầu đè lên nữ nhân trước mặt, điên cuồng hôn, xoa nắn. Vân Hồng Lăng từ chối một chút rồi bất chi bất giác tự động phối hợp, sau khi giấy ruộng một phen bắt đầu nhu thuận như chú cừu nhỏ bị lục thiếu du tùy ý dắt đi. Cảm nhận thân thể mềm mại phía dưới khiến cho hô hấp của lục thiếu du càng ngày càng nặng, nụ hôn thật sâu tham lam hút nước bọt trong miệng Vân Hồng Lăng giống như là thưởng thức mỹ vị vậy. Lúc này thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng tê dại, không ngừng run. Dày, khẩn trương và hưng phấn đan xen vào nhau, lục thiếu du ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang dưới thân mình, hai gò má trắng như tuyết lúc này đã trở nên đỏ bừng, miệng đang không ngừng thở dốc, trên khuôn mặt tinh xảo lúc này ánh mắt hiện lên sự mê ly. Giống như lục vô song vậy, hai nàng đều tuyệt mỹ, thế nhưng tính cách lại khác xa nhau, một người yêu nhã, một người nóng bỏng. Nữ nhân luôn điêu ngoa tùy hứng lúc này giống như một con thỏ nhỏ đang chấn kinh, co lại thân thể của mình, trong mắt có kinh khủng, có chờ mong, có khát vọng. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía lục thiếu du, lục thiếu du lại cúi xuống, bốn cánh môi chạm vào nhau khiến cho cả hai người vô cùng kích thích vân hồng lăng bị lục thiếu du đặt dưới thân lúc này cảm nhận được khí thức nam nhân trên người lục thiếu du toàn thân lại cảm thấy vô cùng thoải mái không nói nên lời hai tay lục thiếu du bắt đầu cởi y phục của vân hồng lăng ra tâm tư vân hồng lăng lúc này giống như con nai đang chạy loạn tim đập càng lúc càng nhanh tuy rằng chưa hiểu chuyện thế nhưng cũng biết ý đồ của lục thiếu du lúc này chỉ là lúc này phản ứng nguyên thủy kia cũng khiến cho nàng không tránh né được ngược lại còn ưỡn ngực hai tay không tự chủ được mà ôm lấy thắt lưng lục thiếu du, vô cùng chặt, dường như dùng hết khí lực của mình vậy. Sau một lát, trên người Vân Hồng Lăng cũng chỉ còn lại áo lót, áo lót này giống như dùng tơ tầm tạo ra vậy, vô cùng trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng bên trong. Một thân thể linh lung trắng nõn như ngọc xuất hiện trước mặt lục thiếu du. Trên thân thể mềm mại linh lung lúc này cũng chỉ còn hai thứ để che đây nơi thần bí thần mà thôi, bộ ngực sữa đang phập phồng có thể nhìn thấy được. Thư vốn khiến cho lục thiếu du tưởng tượng rất nhiều kia lúc này xuất. Hiện trong mắt lục thiếu du khiến cho lục thiếu du càng khó nhịn được. Thân thể trước mắt linh lung, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao vút, làn da trắng nõn, mỗi một tấc trên thân thể đều tản ra khí tức mê người, trong vẻ ngây ngô mang theo mê hoặc vô tận. Tức thì, đóa mai nở rộ trong căn phòng, cảnh xuân kiều diễm hiện lên. Hồng lăng, nàng đẹp quá, lục thiếu du nói, nữ tử trước mắt này tỏa ra khí tức khiến hắn mê say tiểu tặc này, sau này thiếp chính là người của chàng rồi, sau này chàng không được khi dễ thiếp đấy. ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt này, ánh mắt tràn ngập vẻ thâm thúy, khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười tà khiến cho nàng say mê. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao trong lòng lại có nam nhân này, có thể là từ lúc trong sơn mạch vụ đô trong lòng nàng đã có bóng hình của tiểu tạc này rồi. Thiếp nghe người ta nói, lần đầu tiên sẽ rất đau, chàng nhẹ một chút. Nói xong, Vân Hồng lăng e thẹn nhắm hai mắt lại, dường như đã hoàn toàn cam chịu chuyện xảy ra kế tiếp. Nữ tử không sợ trời không sợ đất này rốt cuộc cũng có lúc khẩn trương, thân thể mềm mại khẩn trước tới mức run lên, hai mắt nhắm chặt, hai tai đỏ bừng giống như tiểu hài tử làm chuyện sai. chương 585, khách tới lục gia 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chuyện kế tiếp nàng chỉ nghe người khác nói qua mà thôi, mà chính nàng lại chưa từng trải qua, cho nên lúc này nàng không thể nghe rõ tiếng tim. Mình đập được nữa, hít thở ngày càng dồn dập, thấy vân hồng lăng như vậy, lục thiếu du mỉm cười khẽ hôn lên trán vân hồng lăng, lập tức cởi nốt hai thứ ngăn cản trên người cuối cùng, trong nháy mắt vân hồng lăng đã trần như nhộng, mùi hương xử nữ từ trên người vân hồng lăng truyền đến, lúc này vân hồng lăng vì ngượng ngùng mà đã nhắm chặt hai mắt từ lâu, nhìn nữ tử dưới thân mình lúc này, mái tóc đen nhánh mềm mại rối tui trên dương, cái miệng nhỏ nhắn không ngờ lại mê người như vậy, da thịt trắng như ngọc vô cùng mịn mà, trước ngực có đôi ngọc thỏ cao vút cứng rắn, trên đó có một quả nho đỏ tươi khiến cho kẻ khác nhìn vào thèm rõ rãi. Tiểu Phúc chân nhẵn, tiểu tặc, chàng nhớ kỹ phải nhẹ một chút. Vân Hồng Lăng khẽ mở mắt nhìn thấy lúc này Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã không còn quần ào trên người, lập tức nhắm mắt lại. Lục Thiếu Du mỉm cười, toàn bộ thân thể đặt trên người nữ tử kia khiến cho toàn thân Vân Hồng Lăng run lên, đôi môi hai người bắt đầu dây dưa. Thân thể hai người nhanh chóng ma sát, cảm giác toàn thân tràn ngập lửa nóng, miệng phát ra âm thanh nguyên thủy nhất. lục thiếu du cảm giác toàn thân nóng bỏng, hít thở không thông. vì vậy hai tay liều mạng di chuyển trên thân thể mềm mại kia. vân hồng lăng đâu có thể chịu nổi khiêu khích như vậy, nhất thời không chịu nổi khẽ hừ một tiếng thân thể mềm mại rung lên, vẻ mặt kia quả thực khiến cho người ta phát cuồng. cứ như vậy một lát sau cự long rốt cuộc có thể tiến vào nơi đào nguyên. lục thiếu du lập tức thẳng lưng trong nháy mắt thuận thế tiến vào. a à, một thanh âm đánh vỡ sự yên lặng cũng mang đến xuân sắc vô biên nơi đào nguyên của vân hồng lăng rốt cuộc cũng nghênh đón chủ nhân của mình, vân hồng lăng nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn, cũng cảm thấy được sự hạnh phúc. nàng biết rốt cuộc mình đã trở thành một nữ nhân chân chính. một lúc lâu sau, một cỗ nhiệt lưu từ trong cơ thể vân hồng lăng tuôn ra khiến cho lục thiếu du tê dại, tâm thần rung động, toàn thân tức thì sảng khoái. một cỗ nhiệt lưu tuôn ra. lúc này trong gian phòng dần dần yên tĩnh lại, sắc trời gần sáng, hai người ôm ấp một chỗ, lặng lặng nằm trong vòng tay lục thiếu du. Vân Hồng Lăng chừng mắt nhìn phu quân của mình. "Làm sao vậy?" Lục Thiếu Du hỏi, cánh tay không ngừng di chuyển trên mông Vân Hồng Lăng. "Bây giờ còn hơi đau, tiểu tặc thối nhà chàng." Vân Hồng Lăng nói. "Hắc hắc," Lục Thiếu Du cười gian nói, "Sau này sẽ quen, lúc La Lan thị gọi hai người dậy ăn bữa sáng, lúc này hai người mới rời giường." Nhìn kỹ khuôn mặt đang e thẹn, đỏ bừng của Vân Hồng Lăng, thân là người từng trải La Lan thị đương nhiên hiểu rõ, không khỏi lập tức mỉm cười. "Tiểu thư Vân Dương Tông tới Lục gia?" lại còn đính hôn với lục thiếu du của lục gia tin tức này không biết là ai truyền ra bên ngoài sáng sớm ngày hôm nay toàn bộ người có chút huy danh trong trấn thanh vân tần gia dương gia đều tự mình tới lục gia thế nhưng mọi người cũng vô cùng thức thời bọn họ cũng không có ý nghĩ muốn gặp vân hồng lăng tiểu thư của vân dương tông không phải là người mà những tiểu gia tộc như bọn họ nói gặp là có thể gặp được bọn họ còn chưa có mặt mũi lớn như vậy thế nhưng mọi người tới lục gia lúc này là đưa lên lễ trọng mọi người đều biết lục gia và vân dương tông kết thân sau này địa vị của lục gia không cần nói cũng biết những tiểu gia tộc như bọn họ chỉ đến nịnh bợ mà thôi tròn một ngày đêm đám người lục đông lục tây của lục gia bắt đầu tiếp đám người có chút danh tiếng trong trấn thanh vân nhưng toàn là liên quan tới hôn sự lúc này lục thiếu du cùng vân hồng lăng lục vô song còn có la lan thị lục tiểu bạch tiểu long bạch linh đang đi dạo trong trấn thanh vân trong bầu trời trên lưng nghịch lân yêu bằng có ba đầu yêu thú phân biệt là huyết ngọc yêu hổ Thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu dao ngồi trên đó, đang theo sau bọn họ trên không trung. Cùng ba người đi dạo phố, tuy rằng không phải là chuyện lục thiếu du thích lắm, thế nhưng bồi tiếp mẫu thân thì hắn vô cùng nguyện ý. Dưới sự cử tuyệt của La Lan Thị, Vân Hồng Lăng vẫn mua không ít thứ tặng cho mẹ chồng, chỉ cần nàng thấy nó đẹp trực tiếp mua rồi sai người đem đến lục ra. Lục thiếu du tính toán sơ bộ, phỏng trừng tới hiện tại đã tiêu mấy vạn kim tệ, trong chấn nhỏ này tiêu hết mấy vạn kim tệ mà lại không phải mua đan dược và tài liệu luyện khí, tuyệt đối làm cho người ta kinh ngạc. Nhất thời chuyện này khiến cho toàn bộ chân chú ý, lục thiếu du cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì cuối cùng những kim tệ này cũng do hắn trả. Mấy vạn kim tệ, đối với lục thiếu du hiện tại chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi, cho nên cũng không để trong lòng. Phá sản A, lục tiểu bạch thì không giống như vậy, nhìn thấy không đến nửa ngày đã tiêu hết mấy vạn kim tệ khiến cho hắn há hốc mồm. Mấy vạn kim tệ, hiện tại hắn là tổng quản cao cấp, một năm cũng chỉ được hai mấy kim tệ mà thôi thế nhưng lục gia cũng biết ý mỗi tháng đều cho hắn tùy tiện tới phòng thu chi lĩnh kim tệ trong lục gia lúc này vô cùng náo nhiệt đám người hầu lục gia đều biết lục thiếu du thiếu gia đã trở về còn đính hôn với tiểu thử vân dương tông đều vui vẻ và kích động bởi vì sự kiện này cho nên cao tầng lục gia quyết định thưởng cho mỗi người hầu một năm tiền lương không duyên không cớ lại được một năm tiền lương khiến cho những người hầu này đối với thiếu gia lục thiếu du này vô cùng cảm tạ đối với bọn họ mà nói Thế lực Lục gia dù có mạnh tới mấy thì cũng không quan trọng bằng Kim tệ. Khi đám người Lục Thiếu Du trở lại Lục gia thì đã tới buổi chiều, vừa về tới đình viện thì có một tiểu tổng quản đang chờ. "Công tử, thiếu phu nhân, tiểu thư, đại gia mời mọi người tới đại điện, không ít khách nhân đã đợi lâu rồi." Tổng quản kia chừng 30 tuổi, tóc ngắn mắt to, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du trở về lập tức tiến lên nghênh đón. Tổng quản này dường như cũng biết vị đại thiếu gia này dường như không thích người khác gọi hắn là thiếu gia. Người này Lục Thiếu Du biết Người này ở trong lục gia cũng được 10 năm rồi, hắn nhíu mày rồi hỏi. Là ai tới, đám người kia lục thiếu du không muốn gặp, cũng không có hứng thú. Vân Hồng Lăng nghe thấy người này gọi mình là thiếu phu nhân sắc mặt lập tức ửng đỏ, tay vẫn nắm lấy tay la lan thị vô cùng thân thiết, giống như là hai mẹ con vậy. Công tử, tiểu nhân nghe nói là trưởng lão của Vân Dương Tông. Tổng quản kia nói, được, ta đi ngay, lục thiếu du nhíu mày, phỏng chừng người tới là trưởng lão ngoại môn A lập tức quay lại nói với mẫu thân, mẫu thân, người cũng đi theo con. Trong lòng lục thiếu du cũng có quyết định của mình, lúc này trở lại lục gia, địa vị của mẫu thân tại lục gia cũng nên biến đổi rồi. chương 586, khách tới lục gia 2. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Ta không đi, con đi đi. La La Thị nói, đại điện lục gia nàng chưa từng đi tới, cũng không muốn đi, mọi thứ có hiện giờ đã làm nàng vô cùng thỏa mãn. Tam A Di, người đi cùng đi, Trưởng lão Vân Dương Tông đến hẳn là vì hôn sự của Thiếu Du và Hồng Lăng, người là mẫu thân của Thiếu Du, nên đi là đúng." Lục Vô Song nói, "Đúng vậy mẫu thân, chúng ta cùng đi." Vân Hồng Lăng nói, "Được rồi, thấy Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng đều nói như vậy." Lại nghe Lục Vô Song nói trưởng lão Vân Dương Tông tới đây có lẽ là bởi vì hôn sự của nhi tử mình, cho nên mới đáp ứng đi tới đại điện. Dưới sự dẫn đường của tổng quản, đám người Lục Thiếu Du lập tức đi tới đại điện. "Lưu trưởng lão, Hoàng trưởng lão" la trưởng lão ba vị cùng với ba vị chấp sự đại giá quang lâm khiến cho lục gia vẻ vang a à. trong đại điện lục đông lúc này đang nói với ba hán tử trung niên trước mắt phía sau ba người này là ba vị chấp sự vân dương tông ngồi phía sau khách khí lục gia hiện tại có ba vị đệ tử thân truyền trong vân dương tông ta chúng ta hôm nay đều nhận được tin tức lục thiếu du của lục gia đã cùng với tiểu thư vân dương tông ta đính hôn sau này tiền đồ của lục gia không cần phải nghĩ sau này có lẽ còn cần lục gia giúp đỡ chúng ta nhiều hơn nha một hán tử trung niên nói ở lục gia hắn cũng không dám mất đi lễ nghĩa của mình những hán tử trung niên khác cũng không ngừng phụ họa lục gia lúc này đã khác xưa rất nhiều trong lòng ba người này đều vô cùng rõ ràng bọn họ chỉ là trưởng lão ngoại môn của vân dương tông mà thôi địa vị của bọn họ so với tộc trưởng của các tiểu gia tộc trong phạm vi địa bàn của vân dương tông thì mạnh hơn nhiều một trưởng lão ngoại môn của vân dương tông giống như là thành chủ của một thành nhỏ trong một thành nhỏ lại có vài chấn thế nhưng trưởng lão ngoại môn thủy trung vẫn chỉ là trưởng lão ngoại môn huống chi trưởng lão ngoại môn cũng có cao có thấp trưởng lão ngoại môn có thể ở lại trong vân dương tông so với trưởng lão ngoại môn lưu lại bên ngoài như bọn họ địa vị cao hơn nhiều cho nên địa vị của trưởng lão ngoại môn ở vân dương tông so với đệ tử thân truyền bình thường không cao hơn bao nhiêu thậm chí so với đệ tử thân truyền trên long bảng lại càng không bằng những trưởng lão ngoại môn này vẫn luôn lưu ý tình huống trong tông để tránh đắc tội với người khác trong địa bàn mình nhất là loại nhân vật phong vân trong vân dương tông như lục thiếu du này. Hơn nữa lục gia còn có lục thiếu hổ, lục vô song đều là đệ tử thân truyền trong long bảng, bọn họ sớm đã biết điều này, thế nên cho tới nay bọn họ đều vô cùng chiếu cố lục gia. Mà sáng sớm ngày hôm nay, bọn họ mới biết được tin tức lục thiếu du trở về lục gia, tiểu thư của vân dương tông cũng tới lục gia, còn đính hôn với lục thiếu du cho nên bọn họ không hẹn mà gặp cùng chạy tới đây. Ba ngoại môn trưởng lão này đều là người phụ trách mấy chấn gần đây, tiểu thư tới lục gia, bọn họ cũng không dám thất lễ. Đâu có, mấy năm nay, lục gia cũng nhờ mấy vị trưởng lão chiếu cố nhiều cho nên mới có ngày hôm nay. Lục Đông nói, không dám, tam phu nhân lục gia cũng là hòn ngọc quý trên tay triệu trưởng lão trong vân dương tông ta, cho nên xét về điểm này chúng ta cũng coi như người một nhà. Trong ba người, một trưởng lão bên trái nói, lập tức lại nói với triệu tuệ cũng ngồi cạnh đó. Tam phu nhân, người càng lúc càng đẹp, lần sau gặp triệu trưởng lão, nhờ người vấn an dùm chúng ta nhất định triệu tuệ đáp lúc này ngồi trong đại điện triệu tuệ không ngừng mỉm cười thế nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái phía sau triệu tuệ còn có ba người lúc này sắc mặt ba người cũng không tốt lắm thế nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt phía sau triệu tuệ phân biệt là lục nam chu lập hưng còn có chu hải minh ba người nghe thấy tin tức gần đây của lục thiếu du vẫn luôn thấp thỏm không yên trước đây bọn họ không ngừng giúp đỡ triệu tuệ dằn vặt lục thiếu du Hiện tại Lục Thiếu Du ở trong Vân Dương Tông rất là nổi danh, trong lòng bọn họ lại vô cùng lo lắng. Đi qua mấy hành lang, đám người Lục Thiếu Du rốt cuộc đã tới đại điện, dọc đường đi có không ít người hầu thấy bọn họ liền vúi đầu hành lễ. Siêu, Tiểu Long và Bạch Linh nhẹ nhàng rơi vào trên vai Lục Thiếu Du khiến cho không ít người hầu lục ra len lén đánh giá, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ngoài đại điện, La Lan thì có chút lo lắng, nhìn vào trong đại điện vô cùng chăm chú, dường như chân không nhấc lên được, từ trước tới giờ nàng còn chưa bước vào đại điện lục gia lần nào mẫu thân chúng ta vào thôi lục thiếu du nói tam a di chúng ta vào thôi lục vô song nắm tay phải la lan thị nói lúc này la lan thị mỉm cười cũng chỉ có thể bước vào đại điện lúc lục thiếu du tiến vào đại điện ánh mắt lập tức quét qua mọi người một lần trong lục ra ngoài lục đông và lục tây ra thì bên người bọn họ còn có đại thẩm hoàng thị tứ thẩm trần thị còn có một nữ tử mặc cẩm bào trong đó toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ giá người yểu điệu đường con mê người chính là lục mị nhìn thấy nữ tử này lục thiếu du có cảm giác so với ba năm trước đây nàng ngày càng mê người ba năm trước ngực nàng chỉ hơi hiện ra mà hiện tại đã cao ngất thiếu du ba vị trưởng lão chờ ngươi lâu rồi nhìn thấy lục thiếu du lục đông lập tức đứng lên nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong đại điện đám người trong đại điện lập tức đứng lên ngay cả ba vị trưởng lão cùng chấp sự của vân dương tông cũng không ngoại lệ chỉ có triệu tuệ lục nam chu lập hưng chu hải minh vẻ mặt bốn người co quắp một chút, không đứng dậy mà thôi. Ra mắt tiểu thư, ba vị trưởng lão và chúng chấp sự nhất thời hành lễ. Sao các người biết ta ở lục gia? Vân Hồng Lăng nhìn đám người này, trong đám trưởng lão ngoại môn này hình như nàng mới gặp qua một người, còn những người còn lại đều không nhận ra. Sáng ngày hôm nay chúng ta nghe được tin tức tiểu thư tới lục gia cho nên mới tới đây. Ba trưởng lão ngoại môn lập tức nói, ồ, các người có việc gì sao? Vân Hồng Lăng hỏi, không có việc gì, chỉ là đến đây chúc mừng tiểu thư đính hôn mà thôi ba trưởng lão ngoại môn nói hồng lăng tiểu thư mời ngồi lục đông nhanh chóng tới bên người vân hồng lăng nói đại bá mẫu thân ta còn chưa ngồi ta có thể ngồi sao vân hồng lăng nhìn lục đông rồi nói chuyện này lục đông sửng sốt dường như hắn không nghĩ tới vân hồng lăng lại nói ra những lời này lập tức nhìn chăm chú vào la lan thị bên cạnh vân hồng lăng rồi nói la lan nhanh ngồi đi mẫu thân ngồi đi Lục Thiếu Du cũng nói với mẫu thân mình, La Lan Thị ngạc nhiên, lập tức dưới sự nâng đỡ của Lục Thiếu Du, ngồi về vị trí giường như vốn chuẩn bị cho Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng. chương 587, Hồng Lăng động thủ, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Vừa thấy La Lan Thị ngồi đó, sắc mặt triệu tuệ trong nháy mắt co quắp, La Lan Thị còn chưa ngồi xuống, rốt cuộc triệu tuệ không nhịn được mà nói. Đại gia, người còn nhớ kỹ lục gia đáp ứng với ta chuyện gì không? tiện tỳ này sao có thể ngồi ở đó? Ngươi nói cái gì? Một tiếng quát vang lên, lúc này, chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước người Triệu Tuệ, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn ý, chân khí tràn ngập quanh thân. Lúc này trong đại điện, ngoại trừ Lục thiếu Du ra không ai có thực lực mạnh hơn Vân Hồng Lăng, tức thì trong vô hình khí tức Vân Hồng Lăng khiến cho mọi người trong đại điện có áp lực. Mọi người lúc này thấy tiểu thư Vân Dương Tông tức giận, vẻ mặt đều trầm xuống, cũng có chút biến hóa, mà sắc mặt Triệu Tuệ càng thêm co quắp, nhìn thân ảnh trước mặt thu hồi vẻ lạnh lùng trong mắt rồi nói tiểu thư ta nói la lan kia xin lỗi mẫu thân ta bằng không đừng trách ta không khách khí vân hồng lăng không chờ triệu tuệ nói hết lời tức thì quát to một tiếng tiểu thư ta là triệu ba một thanh âm thanh thúy truyền đến trong tai mọi người trong đại điện lúc này cũng chỉ có một mình lục thiếu du nhìn thấy vân hồng lăng xuất thủ lúc vân hồng lăng xuất thủ lục thiếu du cũng không cản trở thế như hàn ý không chút che giấu khuếch tán ra bên ngoài vân hồng lăng xuất thủ nhanh như thiểm điện mọi người chung quanh căn bản không thấy rõ ràng lắm triệu tuệ cũng không tránh thoát được triệu tuệ vốn chỉ có tu vi vũ phách làm sao có thể tránh thoát khỏi tay vân hồng lăng có tu vi vô tướng huống chi là dưới tình huống bất ngờ hừ người tính là thứ gì còn đem triệu ra ra khoe nữa cho dù triệu vô cực ở trước mặt ta thì sao lần sau còn dám nói mẫu thân ta như vậy ta sẽ cho ngươi đẹp mặt vân hồng lăng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức tới bên người la lan thị nói mẫu thân người ngồi đi sau này ai dám chọc giận người con sẽ xử lý kẻ đó trong đại điện không ai dám nói gì triệu tuệ hung hăng liếc mắt nhìn vân hồng lăng thế nhưng cũng không dám nói lời nào thế nhưng hàn ý trong mắt đã tới cực hạn nàng cũng không ngốc nếu như nói thêm nữa hôm nay rất có thể nàng sẽ bỏ mình ở nơi này hiện tại trên phương diện thực lực nàng đã không thể chọc vào lục thiếu du rồi hừ lục thiếu du hừ lạnh một tiếng triệu tuệ này hiện tại cũng không nên đánh chết cũng không gấp dù sao tính mạng của mụ ta hắn quyết lấy rồi sắc mặt ba người lục nam chu lập hưng chu hải minh đều vô cùng hoảng hốt cả đám cúi đầu không dám nói lời nào dường như rất sợ lục thiếu du sẽ đi tìm bọn chúng gây phiền phức một màn này khiến cho ba trưởng lão ngoại môn vân dương tông cũng không dám nói ra lời nào triệu gia có triệu vô cực bọn họ không thể trêu vào thế nhưng tiểu thư vân hồng lăng bọn họ càng thêm không dám trêu vào vì vậy cả đám làm bộ như vừa rồi mình không nhìn thấy cái gì không dám tiếp lời thế nhưng sự tình của lục gia lúc này cũng biết được đôi chút la lan thì cũng không nói gì thêm nhìn con dâu vừa mới đánh người vốn nàng muốn gọi lại thế nhưng thanh âm còn chưa phát ra thì vân hồng lăng đã lập tức đánh người tốc độ xuất thủ của con dâu nàng quá nhanh cho nên lúc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi mọi người tiếp tục ngồi vào chỗ của mình sắc mặt triệu tuệ lúc xanh lúc đỏ cũng chỉ có thể oán hận ngồi xuống thiếu du huynh đệ Ta cũng nghe được tin tức nói thiếu du huynh đệ đạt được quán quân trong đại hội tam tông tứ môn, điều này có phải là thực không? Trong ba vị trưởng lão ngoại môn lúc này có một người mở miệng hỏi. Bọn họ ở Trấn Thanh Vân cũng vừa nhận được tin tức hôm qua. Đại hội tam tông tứ môn kết thúc, đám người Vân Dương Tông lập tức lên lưng yêu thú phi hành trở về Vân Dương Tông. Hơn nữa đám người lục thiếu du cũng không ở lại trong Vân Dương Tông lâu mà lập tức cưới thiên sĩ tuyết sư quay về cho nên một ít địa phương như Trấn Thanh Vân lúc này mới nhận được tin tức. Đúng vậy, Tin tức của trưởng lão quả thực rất nhanh. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, quán quân đại hội Tam tông tứ môn, nhất thời đám người lục gia trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc, mấy trưởng lão lục gia còn lại lúc này vô cùng hứng thú. Chúc mừng Thiếu Du huynh đệ, sau này trong Vân Dương tông, Thiếu Du huynh đệ sẽ trở thành một trong những trưởng lão nội môn là điều chắc chắn. Một trưởng lão ngoại môn lập tức nói, chúng chấp sự còn lại của Vân Dương tông cũng kinh ngạc không ngớt. Quán quân đại hội Tam tông tứ môn nha loại đệ tử như thế này tương lai sẽ trở thành trưởng lão nội môn. Là điều chắc chắn, hơn nữa lúc này Lục Thiếu Du lại trở thành con rể của tông chủ Vân Dương Tông, tương lai coi như là chức vị trưởng môn Vân Dương Tông cũng có cơ hội thật lớn. Có lẽ chư vị còn không biết, ta đã rời khỏi Vân Dương Tông, hiện tại cũng không còn là người của Vân Dương Tông rồi. Phỏng chừng tin tức này mấy ngày nữa chư vị có thể nhận được. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, đám người Vân Dương Tông nhìn nhau, mọi người trong lục gia cũng vậy, thực sự bọn hắn không biết vì sao Lục Thiếu Du lại rời khỏi Vân Dương Tông, ngay cả tiền đồ trong Vân Dương Tông tốt như vậy cũng bỏ. Trong đại điện lúc này chỉ có Lục Đông và Lục Tây không có bao nhiêu kinh ngạc, hai người bọn họ tối ngày hôm qua từ trong miệng Lục Vô Song đã biết được chuyện này. Thiếu Du, hai từ này, sao con lại rời khỏi Vân Dương Tông vậy, con nhanh nói với Hồng Lăng, tiếp tục ở lại Vân Dương Tông đi. Lúc này vẻ mặt La Lan Thị vô cùng lo lắng, trong lòng của nàng, tiến vào Vân Dương Tông làm đệ tử chính là đại sự, nhi tử của nàng không ngờ lại muốn rời khỏi vân dương tông cho nên nàng vô cùng lo lắng mẫu thân không có việc gì đâu lục thiếu du cười nói chư vị hôm nay vừa vặn có ba vị trưởng lão vân dương tông ở đây ta liền đại biểu lục gia tuyên bố một việc lúc này lục đông đột nhiên nói với mọi người trong đại điện mọi người trong đại điện lúc này đều hướng mắt về phía lục thiếu du không biết lục đông muốn tuyên bố cái gì thiếu du gia gia của con đã lên tiếng sau này chức vị tộc trưởng lục gia sẽ do con đảm nhiệm Lục Đông nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Trong đại điện, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt mọi người cũng khác nhau, đại đa số là ủng họ, đặc biệt là chúng trưởng lão Lục gia, nhưng có mấy người không hy vọng xảy ra việc này, đặc biệt là Triệu Tuệ. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn quả thực không ngờ Lục gia sẽ đem chức vị tộc trưởng này giao cho hắn, một cỗ hàn ý từ trong lòng Lục Thiếu Du tràn ra, nếu như hắn không có ngày hôm nay, Lục gia sao lại có hành động như thế này, chỉ sợ nếu như hắn vẫn là một thiếu gia phế tài không người hỏi tới, thì chỉ sợ không có việc này. Đại bá, ta không có hứng thú, tìm người khác đi. chương 588, đối phó Chu Gia 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du không có chút do dự nói, thân phận đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông Hắn còn không đặt ở trong mắt nữa là tộc trưởng. Trước vị tộc trưởng Lục Gia nói thật dễ nghe, trên thực tế bọn họ đang hy vọng hắn che chở cho Lục Gia mà thôi khi trước lục gia đối với lục thiếu du như thế nào sau khi chứng kiến thực lực của hắn đã lập tức muốn lấy lòng lục thiếu du vô cùng kinh thường những chuyện như thế này lục thiếu du trực tiếp cự tuyệt khiến cho những trưởng lão lục gia đều biến sắc nhưng lục đông dường như đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này hắn liền nói thiếu du con không nên cự tuyệt nhanh như vậy suy nghĩ mấy ngày rồi hãy quyết định đại bá con không cần suy nghĩ nữa con kính trọng người không muốn làm khó người thân phận đệ tử thân truyền vân dương tông con còn không quan tâm, người nghĩ trước vị tộc trưởng này con sẽ quan tâm sao?" Lục Thiếu Du nói, Lục Đông khẽ thở dài, không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại kiên quyết như vậy. "Đại ca, Thiếu Du đã không muốn làm tộc trưởng thì thôi, huynh đừng làm khó nó." Lục Nam nói, lúc này nàng mặc một bộ cẩm bào, dáng vẻ vô cùng phú quý, mái tóc dài được buộc đằng sau, sắc mặt lúc này có chút mất tự nhiên. Nàng không hy vọng Lục Thiếu Du trở thành tộc trưởng Lục gia, đối với nàng vô cùng bất lợi vạn nhất nếu lục thiếu du nên làm tộc trưởng sau này hắn sẽ đối phó với nàng càng thêm dễ dàng nhớ tới trước đây đối xử với lục thiếu du hiện tại trong lòng nàng vô cùng lo lắng lục thiếu du sẽ đối phó với nàng ánh mắt lục thiếu du lạnh lùng nhìn qua lục nam sau đó là chu lập hưng triệu hải minh nói lục nam nữ nhi lục gia gả ra ngoài ngươi còn ở lại lục gia ăn uống thật không biết xấu hổ lát nữa thu thập một chút trở lại chu gia của ngươi đi đối với lục nam lục thiếu du gọi thẳng tên cũng là vì xả giận cho Lục Thiếu Du trước đây. Sắc mặt Lục Nam đại biến, trong đại biệt, mọi người cũng lập tức nhìn về phía ba người Lục Nam, đối với ba người Lục Nam ăn mặc không phải trả tiền ở Lục gia, thế nhưng lại không xuất lực vì Lục gia, trong lòng chúng trưởng lão sớm đã biết, lúc này đều đứng bên xem náo nhiệt. Thiếu Du, sao con lại nói với cô cô con như vậy? La Lan thì kéo tay Lục Thiếu Du, vội vã nói với Lục Nam rằng: "Nhị cô cô, Thiếu Du còn trẻ ăn nói không suy nghĩ, muội đừng chấp nhặt với hắn." mẫu thân bà ta rốt cuộc là nhị cô cô của con sao người không nhớ khi trước kẻ nhục mạ mẫu thân nhiều nhất chính là bà ta sao loại cô cô như thế này không xứng lục thiếu du nói thiếu du sự tình trước kia đã qua không cần nhắc lại nữa la lan thị nói với lục thiếu du lục thiếu du người không cần phải kiêu ngạo chúng ta ở lại lục gia thì làm sao tốt xấu gì chúng ta cũng coi như nửa tộc nhân của lục gia người thì tính là cái gì đừng tưởng có chút thực lực là có thể diễu võ dương oai tại lục gia chu lập hưng vỗ ghế đứng lên ánh mắt nhìn về phía lục thiếu du tràn ngập hàn ý chỉ là hàn ý này dường như quá nhỏ một đại nam nhân bị người khác nói như vậy tuy rằng trong lòng hắn không dám trêu chọc lục thiếu du thế nhưng lúc này cũng phải đứng lên nói vài câu ha ha người nói ta là cái gì sao ta kiêu ngạo thì thế nào lục thiếu du cười nhạt một tiếng lập tức đứng dậy đi về phía ba người chu lập hưng trong mắt mang theo hàn ý Khiến cho ba người Lục Nam tức giận cũng là do Lục Thiếu Du cố ý, thù Triệu Tuệ này, sau này báo cũng được. Thù đám Lục Nam này, hôm nay hắn phải báo trước. Thiếu Du, Lục Đông biến sắc, thế nhưng hắn còn chưa nói xong, Lục Thiếu Du đã quay đầu lại nói với hắn. "Đại bá, con kính trọng người, thế nhưng người cũng đừng làm khó con, con tự có chừng mực." Cha, Lục Vô Song kéo Lục Đông ngồi xuống, nàng biết tính tình của Lục Thiếu Du. Nếu như thực sự chọc tới Lục Thiếu Du, chỉ sợ lúc đó ngay cả lục gia cũng không còn bình an nữa. Lục thiếu du, người muốn sao? Chẳng lẽ người còn muốn động thủ? Chu lập hưng quát lên, trong mắt rõ ràng có chút hoảng sợ. Động thủ thì sao? Trong mắt lục thiếu du bắn ra sát khí, đồng thời chân khí dưới chân chợt lóe, một chân trực tiếp bắn về phía chu lập hưng. Sắc mặt chu lập hưng lập tức đại biến, đang muốn bày ra phòng ngự. Thế nhưng hắn chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng, sao lại là đối thủ của lục thiếu du được? Tốc độ cũng không cùng một đẳng cấp, ngay khi chu lập hưng thầm hô không tốt thì chân của lục thiếu du cũng đá vào tiểu phúc của chu lập hưng phanh chân khí trút xuống thân thể chu lập hưng trong nháy mắt bị đánh bay hung hăng đập vào trên vách tường đại điện khiến cho vách tường nứt nẻ khục khục một ngụm máu phun ra một cước này lục thiếu du không dùng toàn lực thế nhưng cũng đủ để phá hủy đan điền trong cơ thể chu lập hưng nếu thêm một chút lực nữa đủ để lấy mạng hắn mạnh mẽ xuất thủ như thiểm điện lúc này trong đại điện chỉ sợ cũng chỉ có vân hồng lăng mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của lục thiếu du thực lực những người khác cho dù là ba vị trưởng lão ngoại môn thực lực của chỉ là vũ phách thất trọng bát trọng mà thôi căn bản không thấy rõ động tác của lục thiếu du lục thiếu du xuất thủ khiến cho mọi người chấn động trong giây lát mọi người kinh ngạc rồi sắc mặt đám người lục đông lục tây đại biến chu lập hưng trước đây ngươi đối với ta thế nào ta đối với ngươi như vậy một cước này quả thực tiện nghi cho ngươi rồi lục thiếu du không nhìn về phía chu lập hưng đang nằm trên mặt đất mà ánh mắt nhìn về phía chu hải minh đang kinh hãi lạnh nhạt nói chu hải minh khoản sổ sách từ nhỏ tới lớn hôm nay cũng nên tính toán rồi thiếu du không thể động thủ lục đông lớn tiếng nói lập tức đứng lên siêu lời lục đông nói lục thiếu du căn bản không nghe bàn tay như thiểm điện đánh ra một trường chân khí bùng ra khiến cho không gian gợn sóng chu hải minh này chỉ có tu vi vũ sư mà thôi Loại thực lực này so với Lục Thiếu Du, căn bản không thể so sánh. Thiếu Du, sắc mặt Lục Đông đại biến, thân ảnh đang muốn tiến về phía Lục Thiếu Du, thế nhưng lúc này có một thân ảnh khác nhanh như thiểm điện đứng trước mặt Lục Đông. "Đại bá, người là phụ thân của Vô Song tỷ, ta không muốn động thủ với người, người ngồi xuống đi." Thân ảnh của Vân Hồng lăng nhanh như thiểm điện ngăn trở trước người Lục Đông. "Cha, Thiếu Du sẽ có chừng mực." Lục Vô Song trong nháy mắt cũng đi tới trước người Lục Đông khi một đạo trưởng ấn rơi vào trên người Chu Hải Minh, thân thể Chu Hải Minh cũng hung hăng rơi vào vách tường nơi Chu Lập Hưng vừa đập vào. Khục khục, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, sinh tử không rõ. Từ nhỏ tới lớn, ta chỉ trả lại ngươi một trường, cũng đã tiện nghi cho ngươi rồi. Lục Thiếu Du thu tay lại rồi chắp tay đứng trong đại điện, hàn ý tràn ngập quanh thân. mươi 589, đối phó Chu Gia 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lúc này, trong đại điện vô cùng tĩnh lặng, không ai nghĩ tới Lục Thiếu Du lại xuất thủ với Chu Lập Hưng, tốt xấu gì cũng là dưỡng hắn mà. Ba vị trưởng lão ngoại môn và các chấp sự cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cảm nhận được khí thức trên người Lục Thiếu Du lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bọn họ căn bản không thể so sánh được với Lục Thiếu Du. Thực lực của đệ tử thân truyền trong tông môn, so ra bọn họ vẫn kém hơn nhiều. Lục Thiếu Du, tạp chủng nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lục Nam thất thần một lát, Lúc này nhìn thấy hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh đang nằm trên mặt đất, nàng như phát điên đánh về phía Lục Thiếu Du. Ha ha, tạp chủng sao? Hôm nay tạp chủng là ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hàn ý quanh người Lục Thiếu Du tràn ngập, nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống. Siêu, một đạo trưởng ấn trong nháy mắt từ trong tay Lục Thiếu Du được đẩy đi, chân khí tràn ngập đại điện, không gian gợn sóng. Được rồi, nàng dù thế nào cũng là thân cô cô của ngươi. Một tiếng than nhỏ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt đứng chắn trước người Lục Thiếu Du. "Hừ, ta muốn nhìn xem hôm nay ai có thể bảo hộ được bà ta." Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, chân khí ba động, khí thế đột nhiên tăng cường, hô hấp của mọi người trong đại điện trong lúc vô hình đột nhiên bị kìm hãm. "Ta biết con đối với Lục gia có oán hận, là do một tay ta tạo thành, một trưởng này ta nhận." Một tiếng thở dài vang lên, một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đáp xuống trước người Lục Nam. "Phanh" Trưởng ấn của Lục Thiếu Du trực tiếp đánh vào trên người thân ảnh này. Người này thậm chí ngay cả hộ thân cương khí cũng không tạo ra, tiếp nhận một trưởng của Lục Thiếu Du. Khục khục, thân thể người này nháy mắt lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lục Thiếu Du nhìn vào người trước mắt, người đó mặc một bộ áo bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, vô hình trung tỏa ra một cỗ anh khí, nhìn dáng dấp người này trong lòng Lục Thiếu Du tức thì trầm xuống. Người này chính là phụ thân trong thế giới này của hắn. Lão tam của Lục gia, Lục Trung. Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên, cũng có thể là do trong cơ thể chảy dòng máu của Lục gia, một đạo trưởng ấn bổ vào Lục Trung, Lục Trung lại không phòng ngự một chút nào, điều này làm cho Lục Thiếu Du thất thần. Thực lực của con so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, con trưởng thành rồi. Nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Lục Trung mở miệng nói, khóe miệng xuất hiện máu tươi. Lão tam, tam ca, sắc mặt Lục Đông, Lục Tây đại biến, nhanh chóng tiến đến sắc mặt la lan thị lúc này vô cùng hoảng hốt, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng đứng giữa đại điện kia thất thần. Tam đệ, đệ nhìn xem nhi tử của đệ, quả thực vô pháp vô thiên. Lục nam giết gào, nhị tỷ, thiếu dù dù sao cũng là cháu trai của tỷ. Từ nhỏ tới lớn tỷ làm những gì với nó ta không nói nữa. Một trường này ta cũng giúp tỷ ngăn lại, sau này tỷ phải chú ý một chút, trong mắt tỷ chưa từng có người cháu trai này, cho nên ngày mai tỷ cũng trở về chu ra đi, Lục Trung nhàn nhạt nói với Lục Nam bên cạnh đang rít gào. Vẻ mặt Lục Nam sừng sốt, tức thì á khẩu không nói được gì. Lúc này hai người Lục Đông, Lục Tây cũng đã tới bên người Lục Trung, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, ta và Thiếu Du nói chuyện một chút. Lục Trung, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, tốt nhất ngươi nên cho ta một cái công đạo. Ánh mắt Triệu Tuệ trầm xuống, oán hận đi ra khỏi đại điện. Những trưởng lão Lục gia trong đại điện, còn có đám người Vân Dương Tông cũng rời khỏi la lan thị dưới sự nâng đỡ của lục vô xong cũng chậm rãi rời khỏi đại điện ánh mắt vẫn nhìn về phía lục trung tiểu tặc chàng cẩn thận một chút vân hồng lăng nhìn lục trung một cái rồi lập tức nói với lục thiếu du con là hồng lăng sao cha con có khỏe không lục trung nở nụ cười nhợt nhạt với vân hồng lăng rồi hỏi cha con khỏe vân hồng lăng nói giúp ta hỏi thăm cha con một tiếng sau này có cơ hội ta sẽ đi tới vân dương tông tìm hắn uống rượu lục trung nói con cũng ra ngoài đi ta muốn nói chuyện với thiếu du một chút vân hồng lang liếc mắt nhìn hai người rồi lập tức rời khỏi đại điện hai người chu lập hưng và chu hải minh trong đại điện cũng bị dẫn theo ra ngoài trong đại điện lúc này cũng chỉ có hai người đại điện lập tức chìm vào im lặng lục thiếu du cũng phục hồi tinh thần lại nhìn lục trung trước mặt trong lòng cũng có một ít sao động không biết làm sao trong lòng hắn hiện giờ sóng gió đang nổi lên vũ trưởng lão có khỏe không nhìn lục thiếu du lục trung hỏi lão nhân gia vẫn khỏe Lục Thiếu Du đáp, Lục Trung trước đây cũng là đệ tử của sư phụ Vũ Ngọc Tiền, từ lâu Lục Thiếu Du cũng đã biết chuyện này. Vậy là tốt, người tuy rằng không phải là sư phụ giỏi, thế nhưng lại là một. Sư phụ tốt nhất, Lục Trung nói, người quả thực là một người sư phụ tốt, Lục Thiếu Du chắp tay ra sau lưng nói, có chuyện gì thì nói nhanh đi, nếu như con đối với Lục gia có oán hận, đối với ta còn oán hận, vậy thì lại đánh ta một trường đi. Cho đến khi nào con không còn oán hận nữa thì thôi nhìn lục thiếu du trước mặt, sắc mặt lục trung vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng lại không ai biết được. Người đáng để ta hận sao? Đáng sao? Ha ha, lục thiếu du lập tức cười lớn, ta chỉ muốn nói, tất cả mọi thứ không phải là do ta mong muốn. Lục gia có lỗi với mẫu tử hai người, ta càng xin lỗi mẫu tử hai người. Nếu như hiện tại con có giết ta, ta cũng không có lấy một câu oán hận. Đây là thứ ta thiếu mẫu tử hai con, lục trung nhìn lục thiếu du, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự bất đắc dĩ. Giết người cũng không thể nào bù đắp được thương tổn 20 năm qua mẫu tử chúng ta phải chịu. Lục Thiếu Du đáp, những lời này Lục Thiếu Du trước đây khi còn sống đã từng nói qua với mẫu thân hắn. Ta biết, khi ta trở thành tộc trưởng Lục Gia, cũng đã biết được có một số việc thân bất do kỷ, đây cũng là số mệnh của mỗi tộc trưởng Lục Gia. Lục Trung khẽ thở dài nói, không cần phải đem Lục Gia ra làm cái cớ, người thiếu chúng ta nhiều lắm. Lục Thiếu Du hừ lạnh nói, con thực sự hận ta như vậy sao? lục trung nhìn lục thiếu du ánh mắt có chút run rẩy. hận người không xứng. trước đây ta không biết, thế nhưng hiện tại người ngay cả tư cách để cho ta hận cũng không có. lục thiếu du nói xong chậm rãi rời khỏi đại điện. thiếu du, ta biết, ta rất thất bại. thế nhưng con phải tin ta, trong lòng ta vẫn còn có mẫu tử hai con. tất cả những chuyện đó cũng không thể tránh được, ta chỉ có thể tận lực bảo vệ mẫu tử hai con mà thôi. nhìn bóng lưng lục thiếu du, lục trung nói chương 590, phụ tử nói chuyện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người nghĩ ta sẽ tin tưởng sao, lúc mẫu tử chúng ta nhận hết sự coi khinh, khi dễ của mọi người, người ở đâu? Lục ra lại cho mẫu tử ta cái gì? Lục thiếu du quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự hận ý. Lục thiếu du cũng không biết bản thân mình sao lại có hận ý lớn như vậy. Theo đạo lý mà nói, hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, tại sao lại kích động như vậy? có thể đây chính là hận ý trong lòng của lục thiếu du trước đây đã ngấm vào trong máu nhìn lục thiếu du trong mắt lục chung đột nhiên trống rỗng hắn khẽ thở dài nói ta thật không ngờ hận ý của con lại sâu như vậy chiếu cố mẫu thân con cho tốt thay ta nói lời xin lỗi với nàng hừ tự lo cho bản thân ngươi đi mẫu thân ta thì ta nhất định sẽ chiếu cố cho tốt không cần tới phiên ngươi nhiều lời cũng không cần lục gia quan tâm lục thiếu du nói lục gia có lẽ sắp có bạo động bảo vệ tốt mẫu thân con con không muốn làm tộc trưởng lục gia cũng được ta không quản ta không muốn con đi theo vết xe đổ của ta lục trung nói lục thiếu du không nói gì bước ra đại điện thế nhưng trong lúc xoay người khóe mắt không tự chủ mà khẽ ướt át đây là số mệnh của ta sao trong đại điện nhìn chăm chú vào bóng lưng của lục thiếu du trong con mắt trống rỗng của lục trung lúc này xuất hiện một giọt nước mắt khóe miệng tràn ra máu toàn thân dường như vô lực chuyện xảy ra trong đại điện không bao lâu sau toàn bộ lục gia đều biết Chuyện này càng khiến cho bọn người hầu trong Lục gia kinh sợ. Thủ đoạn của Lục Thiếu Du làm cho toàn bộ người của Lục gia kinh sợ. Thế nhưng trong lòng những người hầu lại vui vẻ không ngớt. Phụ tử Chu gia luôn ở trong Lục gia kiêu ngạo, ngang ngược, khi dễ đám người hầu như bọn họ đã thành cơm bữa, lúc này nghe thấy kết cục của hai người kia cả đám đều vỗ tay ăn mừng. Ba trưởng lão ngoại môn và chấp sự Vân Dương Tông lập tức mượn cớ rời khỏi Lục gia, Lục gia xảy ra chuyện này, bọn họ cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa. Trong một đình viện bên trong lục gia, Lục Tiểu Bạch đang đứng trước. Người Lục Thiếu Du mở hộp ngọc trong tay ra, một cỗ năng lượng khổng lồ nhanh chóng khuếch tán, năng lượng này khuếch tán ra khiến cho tim hắn đập nhanh. "Công tử, đây là thứ gì?" Lục Tiểu Bạch hiện giờ cũng không phải là Lục Tiểu Bạch khi trước. Dưới sự dạy bảo của Nam Thúc đã thoát thai hoán cốt, đối với vật trong hộp ngọc này hắn nhanh chóng có thể cảm giác được không phải là vật phàm, tuyệt đối là bảo vật. "Đây là thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông." người đến mật thất của nam thuốc bế quan luyện hóa nó đi tương lai nếu như ngươi có cơ hội đột phá vũ vương thì thánh quả vũ linh này sẽ tăng thêm một phần cơ hội cho ngươi ngươi hiện tại chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng sau khi luyện hóa nếu như vận khí tốt phỏng chừng có thể đột phá tới vũ phách lục trọng lục thiếu du nói thánh quả vũ linh ẩn chứa năng lượng khổng lồ thế nhưng ra khỏi mật địa hiệu quả đã suy giảm nhiều nếu như chưa suy giảm lục tiểu bạch ăn vào hẳn có thể đột phá tới vũ phách cửu trọng thậm chí là vũ tướng Mạnh như vậy sao? Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Có thể từ vũ phách nhất trọng đột phá tới vũ phách lục trọng, bảo vật này quả thực không phải là vật phàm, tức thì hắn vô cùng kích động. Mau luyện hóa đi, ta và Nam Thúc cần ra ngoài một chuyến, phỏng chừng một tháng. Đến lúc đó có lẽ người cũng luyện hóa xong, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ngay khi mọi người trong lục gia vẫn còn len lén nghị luận chuyện xảy ra, hai ngày sau, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Nam Thúc đã xuất hiện tại một sơn mạch cách lục gia mấy trăm dặm. Sơn mạch này diện tích không nhỏ, khắp nơi một mảnh xanh ngát, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Giống, hai đạo thân ảnh từ trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Thiếu Du. Tỏa kỵ yêu thú như thiên sĩ tuyết sư này khá tốt, không tồi. Nam Thúc nhìn thiên sĩ tuyết sư trong bầu trời, lúc này ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Phi Phi, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú vào bốn phía, vô cùng hiếu kỳ quan sát chung quanh. Giống, thiên sĩ tuyết sư thu lại hai cánh, sau đó thu lại thân thể rồi đáp xuống bên người lục thiếu du bộ lông trên người bao trùm lấy hai cánh dưới bụng không nhìn ra vết tích nam thúc luyện hóa vạn niên xích đồng mất bao lâu lục thiếu du hỏi nam thúc bên người không biết đại khái chừng một tháng nam thúc nói thiên sĩ tuyết sư ăn vào thánh quả vũ linh rồi tìm địa phương luyện hóa đi lục thiếu du nói xong móc một hộp ngọc trong người ra thánh quả vũ linh nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay hắn tạ ơn chủ nhân thiên sĩ tuyết sư nói xong miệng lập tức mở ra ngậm lấy thánh quả vũ linh trong tay lục thiếu du, thân ảnh lập tức rời đi. Tiểu tử, thánh quả vũ linh không ngờ ngươi lại đem cho thiên sĩ tuyết sư ăn. Nam thúc trừng mắt nhìn lục thiếu du nói, thánh quả vũ linh của vân dương tông rốt cuộc ngươi thu được mấy quả. Nam thúc biết, lục thiếu du đã từng cho lục tiểu bạch một quả thánh quả vũ linh, tiểu tử này cũng đã dùng qua. Thánh quả vũ linh tổng cộng có 9 quả, nếu tính như vậy, số người không thu được thánh quả vũ linh có lẽ không nhiều. Con chiếm được 7 quả. Lục Thiếu Du nói, Nam Thúc, người có muốn một quả hay không? Con vẫn còn đây, quên đi, thánh quả Vũ Linh tuy rằng bất phàm thế nhưng 200 năm trước ta đã ăn rồi, hiện tại ăn vào cũng không có tác dụng gì. Nam Thúc nói, thánh quả Vũ Linh của Vân Dương Tông bị ngươi lấy được 7 quả, phỏng chừng, đám lão quái vật trong Vân Dương Tông nhất định đang vô cùng nghi hoặc. Nam Thúc, 200 năm trước người đã ăn nó rồi sao? Lẽ nào người hơn 200 tuổi rồi? Lục Thiếu Du chừng mắt nhìn Nam Thúc, có gì là kỳ quái? tu luyện giả sống mấy trăm năm có một bó lớn, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ta hẳn là 300 tuổi rồi, thế nhưng so với một ít lão quái vật mà nói ta còn kém xa lắc. Nam Thúc nói, Lục thiếu Du ngẫm lại cũng thấy đúng, dù là nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ đều đã hơn 3.000 tuổi. Bạch Linh càng thêm khoa trương đạt tới sáu 000 tuổi, mà lúc này khi đi ra ngoài Lục thiếu Du cũng chỉ dẫn theo Tiểu Long, để nghịch lân yêu bằng, Bạch Linh ở lại Lục ra, âm thầm bảo vệ mẫu thân. Đi thôi, nơi này có một cái sơn động, đôi khi ta cũng tới đây luyện chế đan dược, ở chỗ này luyện hóa vạn niên xích đồng cũng không khiến người khác chú ý. Nam Thúc nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy xuống một cái khe sâu. Lăng không phi hành, lục thiếu du nhìn bóng lưng Nam Thúc, lúc này rời khỏi lục ra, khí tức Nam Thúc đã không còn là một ông lão gần đất xa trời mà lúc này lục thiếu du thấy Nam Thúc lăng không phi hành, ít nhất cũng đạt tới vũ suất mới có thể làm được. Chỉ là lục thiếu du có cảm giác, thực lực Nam Thúc hiện tại không phải là vũ suất, từ khí tức trên người thúc ấy luôn gây cho hắn cảm giác áp chế, không kém vân khiếu thiên một chút nào. chương 591, Bản mạng linh khí 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thực lực của Nam Thúc, Lục Thiếu Du vẫn không nhìn thấu, phong chi rực sau lưng hiện lên, thân ảnh hắn cũng nhảy xuống khe sâu. Giữa khe sâu, lúc này tại một vách đá dựng đứng có một sơn động rộng rãi xuất hiện, nếu không tự mình đi xuống quả thực không thể phát hiện ra. Siêu siêu, trong khe sâu, không ít giã thú phi hành trong động bị dọa lập tức dương cánh bay đi. Trong động vô cùng rộng rãi, lúc lục thiếu du tiến vào lập tức có chút kinh ngạc về diện tích của nó. Diện tích chừng vài trăm thước, bốn phía còn có không ít thạch nhũ. Bên trong động này vô cùng bằng phẳng, nếu tỉ mỉ cảm nhận có lẽ còn người thấy mùi dược liệu. Nam Thúc, bình thường người toàn ở chỗ này luyện dược sao? Lục thiếu du hỏi, ta không mấy khi tới nơi này, chỉ là nếu như luyện chế vạn niên xích đồng rất ít có địa phương nào an toàn, cho nên chỉ có thể tới đây lần này có thể luyện chế thành công hay không phải dựa vào chính ngươi rồi nam thúc nói thúc yên tâm đi chút vị khổ cực đó con còn chịu được lục thiếu du nói không phải là chút khổ cực không thôi đâu thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy nam thúc nói không sao dù sao đi nữa cũng là cửu tử nhất sinh chỉ cần cắn chặt răng tất cả rồi cũng sẽ qua đôi mắt lục thiếu du bắn ra sự kiên nghị thấy vậy nam thúc liền đem phương pháp luyện chế vạn niên xích đồng thành binh khí cho hắn nếu như một chút khổ cực đó còn không chịu được vậy thì lãng phí ý tốt của Nam Thúc rồi. Hào tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi muốn binh khí như thế nào? Nam Thúc, kiếm thì sao? Hay là chảo? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Trong binh khí, Lục Thiếu Du nghĩ kiếm cũng không tệ lắm. Còn có chảo, bạch ngọc tinh ti của hắn cũng không tồi, uy lực không yếu. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, đao thương kiếm kích, kiếm bài danh thú ba uy lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cũng không phải binh khí giết người hay nhất. Trừ phi ngươi muốn cầm một thứ gì đẹp một chút, về phần chảo, uy lực rất mạnh, thế nhưng nhược điểm cũng nhiều. Đồng thời vũ kỹ về chảo ấn cũng rất ít, đặc biệt là vũ kỹ cao cấp. Cho dù luyện chế thành công cũng rất khó phát huy ra uy lực cực mạnh. Đôi mắt lục thiếu du tỏa ra quang mang, lời nam thúc nói tuyệt đối là có đạo lý, bạch ngọc tinh ti của hắn cho tới hiện tại vẫn còn chưa vũ kỹ phối hợp. Binh khí giết người sao? Lục Thiếu Du lập tức nói: "Nam Thúc, luyện chế thành đao thì sao? Minh khí kỳ thực cũng không phân cao thấp, tất cả đều dựa vào thực lực người sử dụng, thế nhưng phương diện khí thế, đao tuyệt đối là vua trong binh khí, ta sẽ đem phương pháp luyện chế vạn niên xích đồng thành đao cho ngươi, về phần trình tự thì sẽ do ngươi làm." Nam Thúc nói, ong ong, thủ ấn Nam Thúc biến đổi, trong nghi tâm có một đạo hồng mang xuất hiện, lập tức hóa thành một cái cự đỉnh to bằng một người rơi xuống mặt đất. Đại đỉnh này có chín chân, 9 chân đều có vật xoay quanh bên trên đại đỉnh khắc không ít bí văn, nhìn kỹ những đồ án, bí văn này có năng lượng. Ba động bên trong, dường như có hỏa diễm đang lưu chuyển, khí tức nóng bỏng nhanh chóng từ đại đỉnh khuếch tán ra chung quanh. Trong động lập tức nóng rực cả lên, chẳng lẽ là linh khí, không phải làm phàm vật nha. Lục thiếu du sợ hãi than, hắn có cảm giác đại đỉnh này có một cỗ khí tức cổ xưa tràn ra, khiến cho người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần. Cũng trong vô hình có thể cảm giác một cỗ uy thế từ đại đỉnh tỏa ra. Đại đỉnh này so với hỏa long đỉnh của hắn còn tốt hơn nhiều, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Nam Thúc, đại đỉnh này của người là linh khí sao? Lục Thiếu Du Kinh ngạc hỏi, đại đỉnh này từ trong nghi tâm Nam Thúc chui ra, ẩn giấu trong đầu Nam Thúc, mà chuyện này chỉ có linh khí mới có thể làm được. Đây là cửu long xích viêm đỉnh, là địa cấp linh khí, miễn cưỡng được gọi là địa cấp linh khí. Thế nhưng chưa đủ để đạt tới thần khí, Nam Thúc mỉm cười nói, Nam Thúc, chẳng lẽ linh khí cũng có sự phân chia cấp bậc sao? lục thiếu du hỏi trên thiên linh lục cũng có ghi chép về linh khí thế nhưng cũng không ghi chép lại rõ ràng đương nhiên nam thúc nói tất cả linh khí đều được coi là hồn khí cũng là linh khí do linh giả sử dụng loại linh khí này có một số vũ giả cũng có thể dùng được thế nhưng uy lực phát ra lại thua xa so với trong tay linh giả hồn khí chủ yếu là dùng linh hồn lực thôi động linh hồn lực của vũ giả so với linh giả hơn phân nửa là có sự tránh lệch vì vậy uy lực khi thi triển cũng giảm đi nhiều nam thúc tiếp tục nói còn có một loại linh khí chính là vũ linh khí là do vũ giả sử dụng dùng chân khí thôi động uy lực cũng mạnh mẽ như linh khí vậy thế nhưng linh khí vô cùng ít ỏi vũ linh khí càng thêm ít ỏi vô cùng thưa thớt lục thiếu du kinh ngạc vốn tưởng rằng bản thân hắn đã biết không ít không nghĩ tới lại có chuyện mà hắn không biết nên hắn liền hỏi nam thúc vì sao vũ linh khí lại ít như vậy đó là bởi vì vũ giả đơn tính căn bản không thể luyện chế ra linh khí giống như vũ giả đơn hệ không có linh giả hỗ trợ cũng không thể nào khống chế được yêu thú tỏa kỵ, mà luyện chế vũ linh khí vô cùng khó khăn, đối với linh giả tiêu hao linh lực vô cùng nhiều. Cho nên nếu không đủ chỗ tốt, linh giả không có khả năng ra tay. Huống chi linh giả cũng không có nhiều người có thực lực luyện chế linh khí, hơn nữa tài liệu luyện chế linh khí cũng cực kỳ hà khắc. Vì vậy vũ giả cho dù là phí hết tâm huyết thu thập tài liệu luyện khí cũng không đủ tài lực để mời linh giả xuất thủ hỗ trợ luyện chế. Nam Thúc nói, Nam Thúc, vậy hiện tại người định cho con luyện chế hồn khí hay vũ linh khí? Lục thiếu du hỏi, nếu như khi trước ta có thể dùng vạn niên xích đồng luyện chế cho ngươi một kiện hồn khí. Thế nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ có thể giúp ngươi luyện chế một kiện vũ linh khí, ta cũng biết một phương pháp luyện chế vũ linh khí mới có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng mà thôi. Nam Thúc nói, mà phương pháp này cũng có chút đặc biệt, dùng vạn niên xích đồng làm tài liệu nếu như thuận lợi luyện hóa sau này hẳn có thể đào tạo thành thần khí được. Thế nhưng việc đó lại phải dựa vào chính ngươi. Nam Thúc, linh khí tổng cộng có mấy cấp? Lục Thiếu Du hỏi, có bốn cấp, chia là thiên địa huyền hoàng, chỉ có linh khí đạt tới thiên cấp mới có thể xưng là thần khí. Cửu Long xích viêm đỉnh của ta cũng chỉ là địa cấp mà thôi, còn xa mới đạt được thiên cấp. Nam Thúc nói, Nam Thúc, ý của người là có thể đem vạn niên xích đồng luyện chế thành thần khí cho con sao. chương 592, Bản mạng linh khí 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, người nghĩ thật đẹp ta nói rồi thực lực hiện tại của ta chỉ có thể trợ giúp ngươi luyện hóa vạn niên xích đồng đã không rồi rồi thần khí thời kỳ toàn thịnh của ta cũng không nhất định có thể luyện chế ra hiện tại ta giúp ngươi luyện chế ra linh khí chỉ là linh khí hoàng cấp thấp nhất mà thôi nam thúc liếc mắt nhìn lục thiếu du nói cái gì mới là linh khí hoàng cấp thôi sao lục thiếu du sửng sốt nói nam thúc không phải người nói vạn niên xích đồng là tài liệu luyện chế thần khí hay sao vì sao lại luyện chế ra linh khí hoàng cấp chứ vạn niên xích đồng là tài liệu tốt nhưng vấn đề là hiện giờ ta không luyện chế được nam thúc mỉm cười nói thế nhưng ngươi cũng không cần nhụt chí loại phương pháp này của ta có chút đặc biệt giúp ngươi luyện chế thành vũ linh khí hoàng cấp nó có thể trở thành bản mạng vũ linh khí của ngươi bản mạng vũ linh khí sao lục thiếu du nói bản mạng linh khí đây chính là thứ mà ai cũng muốn ngươi lại cho là không tốt cho dù là cường giả linh vương cũng vô pháp tự luyện chế ra bản mạng hồn khí của riêng mình cho dù người khác muốn luyện chế ra bản mạng vũ linh khí cũng không dễ cường giả linh tôn tuy rằng có thể tự luyện chế ra bản mạng hồn khí thế nhưng nếu muốn giúp vũ giả luyện chế ra bản mạng vũ linh khí cũng là một chuyện người si nói mộng nam thúc đắc y nói bộ dáng hiện tại quả thực khiến cho lục thiếu du không quen nam thúc người nói cho con biết bản mạng linh khí là gì đi lục thiếu du hỏi đây là thứ hắn muốn biết nhất cực nhọc lắm mới lấy được vạn niên xích đồng thế nhưng lại luyện chế thành linh khí thấp nhất là hoàng cấp lục thiếu dù khó có thể tiếp thu được so với cửu long xích viêm đỉnh của nam thúc là địa cấp thì còn thua hai cấp bậc bản mạng linh khí chính là linh khí tâm thần tương liên với ngươi tâm thần tương liên là gì trong lúc phối hợp có thể thi triển hoàn mỹ không gì sánh được mà bản mạng vũ linh khí này quan trọng nhất là có thể hấp thu chân khí của ngươi mà tự mình tấn cấp vạn niên xích đồng là tài liệu có thể luyện chế thần khí vậy cũng đại biểu cho việc sau này nếu muốn đột phá tới thần khí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bản mạng vũ linh khí dựa vào hấp thu chân khí của ngươi mà tấn cấp uy lực khi thi triển cũng lớn hơn rất nhiều tương lai khi đạt tới thần khí mà nói uy lực của bản mạng thần khí so với thần khí bình thường còn mạnh hơn nhiều từ mọi phương diện giúp ngươi luyện chế thành một kiện vũ linh khí hoàng cấp bản mạng tuy rằng uy lực hiện tại tương đối yếu thế nhưng sau này ngươi sẽ hiểu được nam thúc nói hóa ra là như vậy Lục Thiếu Du nở nụ cười nói, Nam Thúc, vậy hiện tại bắt đầu luyện chế đi. Nói xong, Lục Thiếu Du lập tức móc ra van niên xích đồng. Đối với vũ linh khí sắp luyện chế ra cực kỳ mong chờ. Binh khí đạt tới trình độ linh khí so với binh khí bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vậy người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi, vạn niên xích đồng chính là tài liệu thượng cổ, rất khó luyện hóa, mà ta cũng chỉ biết một phương pháp có thể luyện hóa mà thôi. Nam Thúc nhìn vào Lục Thiếu Du nói phương pháp này này cần máu tinh thuần nhất trong xương cốt ngươi phối hợp với xích viêm hỏa trong cửu long xích viêm đỉnh của ta mới có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng nếu như thiếu bất kỳ thứ nào cũng không thể luyện hóa được tài liệu thần khí như vạn niên xích đồng máu tinh thuần nhất sao lục thiếu du nhướng mày khi trước tu luyện huyết hồn ấn cũng cần máu tinh thuần nhất loại cảm giác sống không bằng chết thống khổ đau đớn này lục thiếu du vẫn còn rất nhớ rõ sao ngươi sợ hả quá trình luyện hóa bằng máu này nếu như ngươi không vượt qua thì sẽ hóa thành cho tan. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, con còn chưa biết sợ là gì, đến đây đi. Lục Thiếu Du cắn răng nói, lần trước đã trải qua một lần rút ra máu trong cơ thể, lúc này vì bản mạng vũ linh khí cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Máu huyết cần không phải là một giọt, mà là cần trong một tháng, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, ngươi ăn vào viên hộ thể đan này đi. Đến lúc đó nó có thể giúp ngươi một chút, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du rồi lập tức móc trong người ra một khỏa đan dược màu trắng đưa cho Lục Thiếu Du. Đan dược ngũ phẩm, Lục Thiếu Du tiếp nhận đan dược, không ngờ đã tới cấp bậc ngũ phẩm chung giai a. Lục Thiếu Du không chút do dự nhét vào trong miệng, tiến vào cửu viêm xích long đỉnh đi, ngươi chỉ cần bảo vệ cơ thể của mình là được, ta sẽ khống chế xích viêm hỏa lấy máu của ngươi ra. Nam Thúc căn dặn Lục Thiếu Du, nếu như thực sự không chịu nổi thì phải lập tức ra ngoài, mạnh mẽ chống đỡ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lão đại Cẩn thận một chút, Tiểu Long lắc lư cái đầu nói, "Tiểu Long, ra bên ngoài hộ pháp đi." Lục Thiếu Du nói xong, chân khí dưới chân lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong Cửu Long Xích viêm đỉnh. Không gian bên trong tầm 4 đến 5 thước, ở dưới đáy đại đỉnh còn chín cái đầu rồng, mở ra cái miệng dữ tợn, lộ ra chín cái lỗ, một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong chín cái lỗ tràn ra. Cỗ khí tức nóng bỏng này không giống bình thường, khí tức này khiến cho không khí bên trong nhanh chóng bốc cháy nếu như người bình thường tiến vào đây chỉ sợ sẽ lập tức biến thành cho tàn. Đem túi chữ vật và nhẫn chữ vật trên tay người bỏ vào nhẫn chữ vật ẩn hình đi, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng cất vào, tránh cho lúc đó đốt cháy hết. Thanh âm của Nam Thúc truyền tới, Lục Thiếu dù rất bất đắc dĩ đem vật dụng thu vào nhẫn chữ vật ẩn giấu trên tay mình, lập tức cũng cởi hết y phục trên người ra. Ta sắp bắt đầu rồi, nếu như không chống đỡ được thì hãy ra ngoài, sau này tìm biện pháp khác luyện chế cũng được. Nam Thúc nói, Nam Thúc, bắt đầu đi lục thiếu du nói trong sơn động thủ ấn trong tay nam thúc trợ kết đồng thời quanh thân có một cỗ năng lượng ba động tuôn ra lập tức được rót vào trong cửu long xích viêm đỉnh siêu lúc này không gian trước mặt lục thiếu du trong nháy mắt biến đổi dường như bản thân hắn đã không còn ở trong không gian của cửu long xích viêm đỉnh vậy mà lúc này chung quanh hắn là một địa phương xa lạ bên trong không gian này nhiệt độ so với vừa rồi đã mạnh hơn gấp trăm lần ao ao trong một thoáng Hỏa diễm cuồn cuộn nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, trong không trung, hỏa diễm cuồn cuộn giống như là những nham thạch từ bốn phía chung quanh kéo tới. Nhất thời bao vây chung quanh thân thể hắn từ đầu đến chân, nhiệt độ đột nhiên cuồng bạo. Đồng thời hỏa diễm hóa thành một tia năng lượng đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Bỗng nhiên trong nháy mắt này, thân thể Lục Thiếu Du run lên mãnh liệt, hỏa diễm này quá cường hãn, dường như trong nháy mắt có thể hòa tan hắn vậy. Chương 593: Bước luyện máu huyết Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, trong nháy mắt này, một cỗ năng lượng màu trắng từ trong cơ thể Lục Thiếu Du khuếch tán ra, từ chỗ chân lông hắn thoát ra ngoài bám vào trên da thịt của Lục Thiếu Du, hình thành một tầng bảo hộ trong suốt khiến cho cảm giác nóng bỏng trên da thịt Lục Thiếu Du biến mất. Rất nhanh chóng, cơ thể bên ngoài Lục Thiếu Du đã được bao phủ bởi tầng bảo hộ này. Chỉ là lúc này hỏa diễm đã xâm lấn tới bên trong cơ thể của Lục Thiếu Du, năng lượng hỏa diễm trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du lấy tốc độ nhanh như thiểm điện hội tụ thành một ngọn hỏa diễm kinh khủng trong cơ thể Lục Thiếu Du. A, à, Lục Thiếu Du hầu như không nhịn được mà thét lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đồng thời trong lúc đó, hỏa diễm không ngừng đốt cháy bên trong cơ thể Lục Thiếu Du, từng cảm giác đau đớn truyền tới đại não, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lúc này đã bị đoàn hỏa diễm này bao vây. Tiểu tử, bảo vệ cơ thể, có thể chống lại hay không phải dựa vào bản thân ngươi rồi." Thanh âm nam thúc một lần nữa xuất hiện trong tai Lục Thiếu Du. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, chân khí trong cơ thể tuôn ra trong nháy mắt bao bọc lấy Lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng là địa phương quan trọng nhất trong cơ thể hắn, tuyệt đối không thể nó bị thương tổn. Vù vù, không gian bên ngoài cơ thể, lúc này hỏa diễm đã hóa thành từng đạo năng lượng nhỏ như sợi tóc, lập tức hội tụ thành hỏa diễm trong cơ thể hắn, cuối cùng bắt đầu thiêu cháy không gian bên trong cơ thể Lục Thiếu Du. Tuy rằng đã bảo vệ Lục phủ ngũ tạng, thế nhưng chân khí cũng bị đoàn hỏa diễm này bắt đầu thôn phệ. Lục thiếu du phát hiện ra trước mặt hỏa diễm này, chân khí của bản thân hắn không thể chống lại, cũng chỉ có thể đem chân khí hào hào từ trong đan điền phóng ra không ngừng bao vây chung quanh lục phủ ngũ tạng của bản thân. Tuy rằng bảo vệ lục phủ ngũ tạng thế nhưng lúc này đoàn hỏa diễm còn lại vẫn đang tàn sát bừa bãi. Trong lúc đau đớn, toàn thân lục thiếu du run rẩy, mạnh mẽ chống đỡ cơn đau nhức kinh khủng truyền đến đại não. Hỏa diễm trong cơ thể hắn đầy giấy, đốt cháy kinh mạch, cơ thể đau nhức, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng xuyên qua di chuyển trong cơ thể mang theo đau đớn mãnh liệt dưới nhiệt độ kinh khủng này mồ hôi trên mặt lục thiếu du như mưa rơi xuống kinh mạch dưới nhiệt độ cao này đều nhanh chóng trở nên háo rũ vốn kinh mạch dày rộng lúc này dưới nhiệt độ cao trong cơ thể đang co rút lại thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng bên cạnh cửu long xích viêm đỉnh lúc này nam thúc đang đánh ra từng đạo thủ ấn mỗi một đạo thủ ấn được đánh ra đều khiến cho không gian gợn sóng trên cửu long xích viêm đỉnh những đồ án hình rồng kia lúc này có quang mang lưu động ở giữa đám bí văn kia toát ra hỏa diễm nóng bỏng nhiệt độ trong động lúc này tăng cao cả sơn động được bao phủ trong hỏa quang trong cơ thể lục thiếu du hỏa diễm kinh khủng vô cùng nóng bỏng này lúc này bắt đầu bao vây lấy gân cốt của hắn lấy một loại phương thức huyền ảo thiêu đốt chung quanh gân cốt giống như là huyết nhục chia lìa vậy bắt đầu đốt cháy gân cốt toàn thân hắn loại cảm giác đau đớn khi đốt cháy gân cốt này khiến cho lục thiếu du liên tục run rẩy hắn cắn chặt răng trên hàm răng có máu tươi chảy ra mặc dù loại đau đớn này lục thiếu du đã trải qua một lần thế nhưng loại đau đớn hiện tại dường như mạnh hơn một ít loại đau đớn đến từ trong xương cốt khiến cho lục thiếu du cảm nhận được thống khổ như chưa từng bao giờ nhận được quả thực đúng với một câu muốn chết không được muốn sống không xong loại đau đớn khi bị hỏa diễm bao vây đốt cháy gân cốt không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra đây không phải là cảm giác mà con người có thể chống lại loại thống khổ như cơ thể không thuộc về mình nữa huyết nhục toàn thân gần như héo rút Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân hắn đã sắp không chống đỡ được. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hai tay Lục Thiếu Du nắm chặt, bản mạng vũ linh khí, hắn nhất định phải thành công. Sau này đối với thực lực của hắn sẽ tăng lên nhiều. Bên ngoài sơn động, tâm thần Nam Thúc đã nhìn thấy tất cả bên trong cửu viêm xích Long Đỉnh, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Loại đau đớn này hắn đương nhiên là biết, Lục Thiếu Du không ngờ vẫn có thể chống đỡ được khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc càng kinh ngạc hơn chính là lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trình độ cường hãn của thân thể gân cốt lục phủ ngũ tạng còn có kinh mạch của lục thiếu du so với những người có tu vi đồng cấp thì mạnh hơn rất nhiều chỉ bằng vào cơ thể này hầu như có thể so sánh với vũ khí phòng ngự hoàng cấp cao giai thân thể cường hãn như vậy bằng vào ánh mắt độc đáo của nam thúc cũng có thể đoán được nếu như không chịu nhiều đau đớn thì đâu có thể có được một cơ thể cường hãn đến như vậy chứ thời gian chậm rãi trôi qua Lục thiếu du vẫn liên tục phải chịu đựng cảm giác đau đớn. Trung quy không phải trong nháy mắt có thể rút ra máu huyết, huống chi không phải chỉ là một giọt mà là nửa tháng. Không biết trôi qua bao lâu, dưới sự đau đớn dần vặt bên ngoài gân cốt Lục thiếu du rốt cuộc đã xuất hiện một ít máu tươi nhàn nhạt, nhạt trên gân cốt, dường như toàn bộ bề mặt đều xuất hiện máu tươi. Trong lòng Lục thiếu du lúc này vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng bắt đầu luyện hóa tinh huyết, xích viêm hỏa trong cơ thể đã biến hóa chậm rãi lưu động trên bề mặt gân cốt dọc theo kinh mạch cùng nhau di chuyển, lấy một tốc độ thong thả, hình thành một đám máu tươi. Thành, tròn sơn động, trong mắt nam thúc lúc này hiện lên tinh quang, thủ ấn khẽ kết, vạn niên xích đồng bên người trong nháy mắt bị cỗ một cỗ quang mang nâng lên rồi tiến vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Tiểu tử, mang máu nhỏ vào bề mặt vạn niên xích đồng. Trước mặt lục thiếu du, vạn niên xích đồng hình vuông kia lúc này xuất hiện. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy đám hỏa diễm chung quanh lúc này xoay tròn, Từng đạo huyết sắc quang mang từ trong cơ thể lục thiếu du chậm rãi tiến ra bên ngoài. Cuối cùng theo ngón tay một giọt máu đã nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng. Mà sau khi giọt máu này được nhỏ vào bề mặt vạn niên xích đồng, vạn niên xích đồng này cũng không có phản ứng. Thế nhưng lập tức nó bị xích viêm hỏa bao vây. Vạn niên xích đồng nhanh chóng giống như bị kích thích, nhanh chóng nuốt chửng giọt máu kia. Trong nháy mắt, cả vật thể ảm đạm của vạn niên xích đồng lúc này có một tiêu huyết sắc nhàn nhạt, nhạt, một giọt máu giống như hóa thành mạng nhện bao phủ trên bề mặt vạn niên xích đồng. Mà vạn niên xích đồng dưới sự bao vây của xích viêm hỏa, tơ máu trên vạn niên xích đồng giống như vật còn sống, có vẻ vô cùng kỳ dị. Tiểu tử, tiếp tục, kiên trì nửa tháng là có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng. Thanh âm của Nam Thúc lúc này lại vang lên trong tai lục thiếu du. chương 594, Hồn huyền tụ đao 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Một canh giờ sau, một giọt máu lần thứ hai lại được nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng vạn niên xích đồng lập tức dung hợp với máu huyết mà lục thiếu du nhỏ vào, bề mặt ngày càng trở nên đỏ tươi, một cỗ khí thức quỷ dị từ đó truyền ra bên ngoài, đồng thời một lực lượng kinh khủng, cực đoan chậm rãi khuếch tán, tất cả mọi thứ đều vô cùng quỷ dị. Lục thiếu du cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, thế nhưng lúc này lại tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không chịu được đau nhức trong cơ thể, dường như thân thể này không phải là của hắn nữa vậy. Ngay từ đâu, thân thể lục thiếu du chỉ có thể trong một canh giờ tinh luyện ra một giọt máu, theo thời gian trôi qua, hai canh giờ cơ thể lục thiếu du mới tinh luyện ra một giọt, sau đó là ba canh giờ, sau nữa là bốn canh giờ. Trong sơn động hiện giờ vô cùng yên tĩnh, thời gian nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua, trong nửa tháng này, thân thể lục thiếu du luôn bị hỏa diễm bao phủ cùng với tinh luyện máu huyết. Lục thiếu du hiện tại hầu như đã biến thành một người da bọc xương, sắc mặt tái nhờ tới mức đáng sợ, hô hấp vô cùng yếu ớt. Lúc này nếu như có người nhìn thấy Lục Thiếu Du như vậy có thể sẽ cho rằng Lục Thiếu Du là một người sắp chết. Tiểu Long ở ngoài sơn động hộ Pháp, không ngừng nhìn chăm chú vào bên ngoài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vào cửu Long xích viêm đỉnh, trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ khẩn trương, dường như nó có thể cảm giác được sự đau đớn trên người lão đại nó lúc này. Tiểu tử, sắp xong rồi, người cần phải cố gắng lên. Thủ ấn trong tay Nam Thúc không ngừng biến hóa vừa lẩm bẩm nói, đau đớn cùng nguy hiểm trong đó hắn so với ai khác rõ ràng hơn rất nhiều chỉ cần có chút chuyện là người bên trong cửu long xích viêm đỉnh sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Đông, mấy canh giờ sau, không gian bên trong cửu long xích viêm đỉnh rốt cuộc truyền ra một âm thanh rất nhỏ, lập tức trên ngón tay lục thiếu du xuất hiện một giọt máu nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng. Thành công rồi, trên khuôn mặt hiện giờ của Nam Thúc đột nhiên hiện lên sự vui mừng, thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo năng lượng vô hình khiến cho không gian gợn sóng. Tiểu tử, ra đi, ngay lập tức, trong cửu long xích viêm đỉnh đột nhiên có một thân ảnh lao ra nam thúc hét lớn một tiếng năng lượng quanh người liên tục rót vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh siêu cùng lúc đó một đạo quanh mang đáp xuống trên vai lục thiếu du lúc này lục thiếu du toàn thân trần chuồng sinh cơ toàn thân vô cùng yếu ớt sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt lục thiếu du mở hai mắt trong mắt bắn ra tinh quang lập tức nhét đan dược vào trong miệng rồi mặc y phục vào thủ ấn trong tay biến hóa bắt đầu tu luyện mà nam thúc cũng thở dài như chút được gánh nặng hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn, từng đạo năng lượng vô hình tiến vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Vù vù, từng đạo năng lượng trên người nam thúc được rót vào trong cửu long xích viêm đỉnh, hỏa diễm bên trong tức thì sôi trào lên, hoa lửa không ngừng bắn ra chung quanh, mà cùng lúc đó, vạn niên xích đồng kia vô cùng quỷ dị. Vạn niên xích đồng lúc này cả vật thể đỏ tươi, dường như là một lọ thủy tinh đựng máu huyết vậy, một cỗ khí tức thần bí khuếch tán ra. Phanh phanh, dưới hỏa diễm kinh khủng bao vậy, đột nhiên truyền tới âm thanh bạo liệt, trong nháy mắt vạn niên xích đồng đột nhiên bị hòa tan một cách quỷ dị, hóa thành một cỗ dịch thể đỏ tươi, năng lượng cường hãn tới cực hạn khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng này khuếch tán ngay cả không gian trong cửu long xích viêm đỉnh cũng bị gấp khúc, hỏa diễm chung quanh bị đánh văng ra, căn bản không thể bao vây được đoàn dịch thể đỏ như máu này. Không hồ là tài liệu cấp thần khí, sắc mặt nam thúc trầm xuống, thủ ấn lại tiếp tục biến đổi. Ground, trong không gian truyền đến mấy tiếng thú minh giống như là rồng ngâm vậy lập tức trong không gian có chín đạo hỏa diễm phóng lên cao mang theo nhiệt độ kinh khủng bao vây đoàn dịch thể đỏ như máu do vạn niên xích đồng biến thành mà lúc này xích viêm hỏa mới tiếp tục bao vây chung quanh dịch thể vạn niên xích đồng kia từng đạo thủ ấn huyền ảo quỷ dị được đánh ra sắc mặt nam thúc bắt đầu tái nhợt trong sơn động vô cùng tĩnh lặng chỉ có tiếng rít của xích viêm hỏa còn có năng lượng ba động quan thân của nam thúc hội tụ trong sơn động mà dưới loại tĩnh lặng này thời gian chậm rãi trôi qua không biết từ bao giờ trong cửu long xích viêm đỉnh kia, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành đã bắn đầu biến hóa, năng lượng bắt đầu có rút lại, nhưng bây giờ bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bên trong dung dịch vạn niên xích đồng có vô số tơ máu không ngừng tuôn ra, tràn ra khí thức quỷ dị bao vây chung quanh dung dịch này. Trong sơn động, lục thiếu dù vẫn đang điều tức, sắc mặt trắng bệch đang chậm rãi khôi phục vẻ hồng nhuận. Thân thể lấy một tốc độ chậm rãi khôi phục lại, ngoài lục ra lúc này có một đầu yêu thú phi hành tứ dài khổng lồ đang xoay quanh, trên lưng yêu thú phi hành chính là lục thiếu hổ triệu kình thiên triệu kình hải siêu siêu thân thể ba người lập tức nhảy xuống đầu yêu thú phi hành kia cũng lập tức thu nhỏ lại thân thể hóa thành một đầu diều hâu đáp xuống trên vai triệu kình hải đây là lục gia sao không giống như trong tưởng tượng của ta chút nào triệu kình thiên nhìn vào lục gia rồi nói biểu ca lục gia đương nhiên vẫn kém triệu gia thế nhưng trong chấn thanh vân này cũng coi như là không tồi rồi lục thiếu hổ đáp cũng không biết cô cô ở lại lục gia làm gì, trở về triệu gia thoải mái hơn nhiều nha. Triệu kình thiên nói, không biết tạp trùng lục thiếu du kia bị tam hộ pháp giết chết chưa. Nhìn lục gia, lục thiếu hổ dường như cảm thấy trầm trọng. Biểu đệ cứ yên tâm, sử vân sinh đối phó với lục thiếu du, đủ để đánh chết hắn. Triệu kình hải cười lạnh nói, đi thôi, lục thiếu hổ nói, lập tức ba người đi về phía đại môn lục gia. Lúc này trong sơn động dưới khe sâu cách lục gia mấy trăm dặm, thời gian chậm rãi qua đi oanh một tiếng nổ trầm thấp trong cửu long xích viêm đỉnh vang lên hỏa diễm vang khắp nơi một cỗ lực lượng quỷ dị đỏ như máu tràn ngập bên trong cửu long xích viêm đỉnh lực lượng này cực kỳ cuồng bạo khiến cho toàn bộ cửu long xích viêm đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt lúc này lục thiếu du bỗng nhiên mở mắt ánh mắt nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh cỗ năng lượng bàng bạc kia khiến cho lục thiếu du vô cùng kinh ngạc năng lượng này dường như rất đáng sợ thế nhưng lại có chút liên kết với hắn lục thiếu du phân ra một tia linh hồn lực rót vào cửu long xích viêm đỉnh. Sắc mặt Nam Thúc hiện giờ tái nhợt tới cực điểm, lớn tiếng nói với Lục Thiếu Du, nói xong thanh âm Nam Thúc lại tiếp tục vang lên. Ngươi và Tiểu Long có huyết khế trong người, linh hồn lực của Tiểu Long đối với ngươi không có lực chống cự, để Tiểu Long cũng tách ra một tia linh hồn lực dung hợp với linh hồn lực của ngươi rồi mới rót vào. Chương 595, Hồn Huyền Tụ Đao 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nam Thúc, linh hồn lực của tiểu long cũng dùng được sao lục thiếu du hỏi tiểu long chính là linh hoàng thú rót linh hồn lực của tiểu long vào ngưng tụ thành đao uy thế của đao này sẽ lớn hơn rất nhiều thậm chí là có thể có uy thế của tiểu long trong đó sau này đối phó với yêu thú khác có thể có không ít tác dụng ngoài ý muốn nam thúc nói thế nhưng phương pháp này ta mới nghĩ ra mà thôi còn chưa có ai thử qua chí ít truyền tới ta thì chưa có ai thử qua ngươi và tiểu long có huyết khế linh hồn lực không có bài xích cho nên ta nghĩ có thể thành công. Tiểu Long, Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào lập tức gọi Tiểu Long đang hộ pháp ở ngoài cửa động. Có thể đề thăng uy thế của đao, tuy rằng Nam Thúc chưa thử qua, thế nhưng Lục Thiếu Du hắn tuyệt đối tin tưởng Nam Thúc. Lão đại, thân ảnh của Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Cho ta một chút linh hồn lực, Lục Thiếu Du nhanh chóng nói, đồng thời thủ ấn trong tay đã bắt đầu biến hóa. Hai tay nhanh chóng đánh ra vài đạo thủ ấn kỳ dị, cuối cùng khi thủ ấn thu lại, hồn đan trong đầu xoay tròn, một đoàn năng lượng màu trắng từ trong nghi tâm hắn hiện ra. siêu tiểu long ngẩng đầu đứng lên, thân thể nhanh chóng bành trướng, quang mang quanh thân mang theo hỏa diễm màu vàng tràn ngập. từ trong nghi tâm con mắt thứ ba hiện ra, một đạo năng lượng được sinh ra rồi lập tức tiến về phía tay lục thiếu du. hợp lục thiếu du khẽ quát một tiếng, linh hồn lực trong tay và linh hồn lực của tiểu long nhanh chóng dung hợp lại, hai cỗ linh hồn lực không có một chúng lực chống cự nào, trong khoảnh khắc trực tiếp dung hợp. đi lục thiếu du khẽ quát một tiếng hai cỗ linh hồn lực dung hợp với nhau lập tức được rót vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh vù vù theo sự gia nhập của hai cỗ linh hồn lực này hỏa diễm bên trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức bốc lên một cỗ năng lượng cuồng bạo xuất hiện ánh mắt nam thúc lúc này vô cùng ngưng trọng nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn đồng thời miệng quát khẽ một tiếng lấy hồn huyết linh tụ đao cùng với tiếp quát của nam thúc hỏa diễm bên trong cửu long xích viêm đỉnh tức thì xoay tròn, thanh âm rít gào không ngừng vang lên, thế nhưng lại không có hỏa diễm tràn ra. Lúc này một cỗ năng lượng quỷ dị mạnh mẽ cũng bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Cỗ năng lượng quỷ dị bên trong cửu long xích viêm đỉnh càng lúc càng kịch liệt, một cỗ quang mang đỏ như máu trong nháy mắt tràn ngập cửu long xích viêm đỉnh. Siêu, lúc này, trong cửu long xích viêm đỉnh, linh hồn lực của lục thiếu du và tiểu long dung hợp hội tụ thành một quang cầu màu trắng. Quang cầu này đột nhiên bắn ra, cuối cùng dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vỡ xích viêm hỏa, lập tức dung hợp vào bên trong dung dịch của vạn niên xích đồng. Cũng trong nháy mắt này, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Từng đạo quang mang trói mắt hiện lên, không ngừng từ trong dung dịch bắn ra, giống như là quang mang vạn trượng vậy. Lúc này Nam Thúc hít sâu một hơi, thủ ấn biết đổi, trong nháy mắt đánh ra từng đạo bí văn phức tạp mà quỷ dị, không ngừng đánh vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Thực lực thật mạnh mẽ, nhìn Nam Thúc, trong lòng lục thiếu du chấn động, theo từng đạo thủ ấn nam thúc đánh ra, vô hình chung kéo đến năng lượng thiên địa hội tụ vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Năng lượng thiên địa hội tụ tới, lục thiếu du có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ uy thế vô cùng lớn, khiến cho toàn thân hắn không nhịn được mà run rẩy Ít nhất là linh vương, thậm chí còn cao hơn, lục thiếu du lúc này cũng được miễn cưỡng coi như nửa cường giả, cũng gặp được không ít cường giả. Lúc này thấy Nam Thúc điều khiển năng lượng thiên địa thì lập tức phán đoán ra, tu vi của nam thúc thấp nhất cũng là linh vương, mà đây là thực lực thấp nhất. Vù vù, trong sơn động, năng lượng thiên địa ngày càng mạnh, thậm chí tới mức độ vô cùng kinh khủng. Trong cửu long xích viêm đỉnh mờ hồ có tiếng long ngâm chấn động tâm hồn vang lên, lục thiếu du cảm thấy trong tiếng long ngâm này mơ hồ là thanh âm của tiểu long, mang theo một cỗ uy thế cuồng bạo. Trong cửu long xích viêm đỉnh, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành không ngừng run lên. Trong sơn động lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, lại thêm hai cỗ linh hồn lực hội tụ còn có tinh huyết của lục thiếu du và năng lượng trên người nam thúc hầu như là bốn loại lực lượng hội tụ cùng nhau trong tay nam thúc còn đang không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp mỗi một đạo được đánh ra sắc mặt của nam thúc bằng mắt thường có thể thấy được lại tái nhợt thêm một phần lục thiếu du nhìn nam thúc hắn cảm giác được thực lực nam thúc bày ra khi luyện khí đã tới một trình độ mà hắn chưa từng được chứng kiến đối với thực lực của nam thúc lục thiếu du có cảm giác mình hoàn toàn đoán không ra được lúc này dưới sự dung nhập của từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay Nam Thúc, năng lượng cuồng bạo kia trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh bắt đầu có biến hóa, chậm rãi hình thành một vòng tròn không ngừng xoay vòng, cùng với sự xoay vòng của vòng tròn này, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu khuếch tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, năng lượng cuồng bạo bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh không ngờ đột nhiên dừng lại, một cỗ quang mang đỏ như máu tràn ngập trong đỉnh. Huyết sắc quang mang này càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng một cỗ năng lượng đỏ như máu, lập tức từ trong đại đỉnh tràn ra. Hóa đao, Nam Thúc đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị cuối cùng, giữa không trung lúc này xuất hiện một vòng bí văn được hội tụ, dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Khục khục, bất ngờ, trong nháy mắt Nam Thúc phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ngao, bên trong cửu long xích viêm đỉnh, một tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đạo huyết sắc quang mang lao ra khỏi cửu long xích viêm đỉnh khí tức thật mạnh mẽ, huyết sắc quang mang tràn ngập, sắc mặt lục thiếu du tức thì đại biến, năng lượng này quá mức mạnh mẽ, một cỗ khí tức cuồng bạo, hỗn loạn khiến cho người ta kinh sợ hiện ra. Cỗ huyết sắc quang mang này chậm rãi ngưng tụ lại, lúc này sắc mặt lục thiếu du cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt co rút lại, huyết sắc quang mang thu liếm lại, lúc này có một thanh đao dài hai tới ba thước xuất hiện trong mắt lục thiếu du, thanh đao này khiến cho người ta chấn động, mũi đao nhọn hoắt, hơi cong vểnh lên, thân đao cân xứng sống đao dày thuận theo lưỡi đao mà mỏng xuống, thân đao cong cong như linh xà chuyển động, đường cong hoàn mỹ tựa như vẽ. Trên thân đao tràn ngập quang mang huyết sắc, chỗ chuôi đao có mấy con rồng xoay quanh, trên đỉnh chuôi giống như đầu rồng. Chương 596, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh đao tràn ngập huyết sắc quang mang lại tỏa ra hàn khí tràn ngập, huyết sắc quang mang lóe lên tạo ra ánh sáng vô cùng quỷ mị. Lục Thiếu Du nhanh lấy máu nhận chủ, càng nhanh hiệu quả càng tốt. Người tu luyện âm dương linh vũ quyết, trên thanh đao này ẩn chức năng lượng vạn niên xích đồng và không ít năng lượng thiên địa, sau khi nhận chủ, người có không ít chỗ tốt đâu. Nam Thúc nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du không chút trần chờ nào, thủ ấn trong tay biến hóa, trên ngón trỏ, một giọt máu được ngưng tụ ra, lập tức bắn về phía huyết đao trước cửu long xích viêm đỉnh. Suy, máu tươi bắn vào, một tiêu huyết sắc quang mang chậm rãi trải dài trên huyết đao. Nhận chủ. Trong tay Lục Thiếu Du hiện lên từng đạo thủ ấn phức tạp huyền ảo, đôi tay không ngừng biến hóa, dưới sự dẫn dắt của tay phải Lục Thiếu Du, thanh huyết đao trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mạnh mẽ bắn vào trong tay phải Lục Thiếu Du. Ngay khi huyết sắc quang mang này tiến vào trong tay phải Lục Thiếu Du, thân thể Lục Thiếu Du run lên, đồng thời trong lúc đó, huyết sắc quang mang vô cùng kỳ diệu trực tiếp đi qua kinh mạch trong cơ thể Lục Thiếu Du, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Trong nháy mắt dừng lại trước mặt vũ đan ngũ sắc của Lục Thiếu Du từng đạo năng lượng tỏa ra, nhanh chóng bắn về phía đan điền khiến cho vũ đan ngũ sắc nhanh chóng xoay tròn. Phanh, ngay khi năng lượng từ bên trong huyết đao bắn ra, Lục Thiếu Du đã nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ trong đan điền truyền ra một tiếng trầm muộn, một cỗ quang mang huyết sắc từ lỗ chân lông trên người Lục Thiếu Du khuếch tán ra, hóa thành một vòng huyết quang chừng 20 thước bao phủ quanh thân thể Lục Thiếu Du. Suy, Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du đang bị huyết quang bao phủ cơ thể. Lão già, lão đại làm sao vậy tiểu long nhìn nửa ngày lúc này mới mở miệng hỏi nam thúc tiểu nhiệt xúc nghe thấy tiểu long gọi mình là lão già nam thúc dở khóc dở cười trắng mắt liếc nhìn tiểu long nói tiểu tử này đang thôn vệ năng lượng tu luyện trong thanh đao do vạn niên xích đồng luyện chế thành có ẩn chứa năng lượng khổng lồ của vạn niên xích đồng còn có năng lượng thiên địa kéo tới khi luyện chế vũ linh khí linh khí vừa mới được luyện thành phần nửa năng lượng sẽ thu vào trong thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ năng lượng khác sẽ tự tiết ra ngoài cỗ năng lượng này nếu như tiểu tử kia có thể thôn vệ hết thì đối với tu vi của hắn có tăng trưởng cực lớn. Vậy lão đại có thể đột phá nhiều hay ít? Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi, ta cũng không rõ lắm, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong vạn niên xích đồng vô cùng đáng sợ, hơn nữa lại thêm năng lượng thiên địa vừa mới tu tập bên ngoài. Cho dù chỉ tiết ra một bộ phận nhỏ cũng rất mạnh, ta chỉ hy vọng nó không thôn vệ quá nhiều, khi nào nên bỏ qua thì bỏ qua, đột phá quá nhanh đối với con đường sau này không có một chỗ tốt nào. Nam Thúc nói một hơi, thời gian chậm rãi trôi qua, lục thiếu du khoanh chân ngồi trong huyết quang, âm dương linh vũ quyết đã sớm được khởi động, nhanh chóng thôn vệ cỗ năng lượng khổng lồ trong cơ thể, đã lâu không được thôn vệ thỏa thích như vậy, kích mạch toàn thân lục thiếu du và gân cốt của hắn không ngừng tham lam thôn vệ. Vốn bởi vì tinh luyện ra tinh huyết khiến cho lục thiếu du gầy đi một vòng, thế nhưng dưới sự thôn vệ điên cuồng này, cũng gần như khôi phục như cũ. Dưới màn đêm, ánh trăng vô cùng sáng, Toàn bộ trấn Thanh Vân lúc này được bao phủ dưới ánh trăng sáng sủa. Trong Lục gia, tại một đình viện nhỏ, lúc này có mấy thân ảnh đang ngồi đó, chính là Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Rốt cuộc tên Tam hộ pháp này làm cái gì, không ngờ ngay cả Lục Thiếu Du cũng không đánh chết được. Sắc mặt Lục Thiếu Hổ vô cùng xấu xí, từ khi trở lại Lục gia nghe nói Lục Thiếu Du đã đến trước bọn họ nửa tháng khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ Tam hộ pháp không gặp phải tiểu tử này, để hắn tránh thoát một kiếp. Triệu Kinh Hải nói, tiểu tử này không giết không được, ánh mắt Triệu Tuệ hiện lên sát ý lạnh lùng. Cô cô, người liên lạc cho gia tộc chưa? Triệu Kinh Hải hỏi, hơn 20 ngày trước ta đã liên lạc với bọn họ, có lẽ một tháng nữa cường giả trong tộc sẽ tới đây, không nghĩ tới lục gia lại đem chức vị tộc trưởng truyền cho tên tạp chủng kia, rất có khả năng bảo vật của lục gia sẽ giao cho tạp chủng này. Người tính không bằng trời tính, vẫn luôn đề phòng tiểu tử này thế nhưng rốt cuộc vẫn không phòng được. Lãng phí thời gian 20 năm của ta, sớm biết như vậy, hai mươi năm trước chúng ta nên trực tiếp động thủ triệu tuệ lạnh nhạt nói chờ sau khi cường giả gia tộc tới đây chúng ta sẽ trực tiếp đối phó với lục gia tới lúc đó tiểu tử lục thiếu du kia cũng bị diệt trừ triệt để triệu kình thiên cười lạnh một tiếng nói dù sao đi nữa vừa nhìn thấy tạp chủng kia trong lòng đệ vô cùng khó chịu đến lúc đó nhất định đệ phải nhìn thấy hắn chết trước mặt đệ trong mắt lục thiếu hổ mơ hồ hiện lên sát ý trong màn đêm tại một đình viện khác của lục gia một hán tử trung niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai, hán tử trung niên bỗng nhiên khẽ than một tiếng, ánh mắt nhìn về bên ngoài. Cha, đã khuya như vậy rồi sao người còn chưa nghỉ ngơi? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lập tức có một thân ảnh xinh đẹp đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng 20, mái tóc màu vàng xóa trên vai, sau đầu có một chiếc châm cài nhỏ xinh, nhan sắc diễm lệ, cao quý không gì sánh được. Thân thể dưới y phục cẩm bào hiện lên đường cong lung linh, chính là lục mị kia. Mị Nhi, sao con lại tới đây? Hán tử trung niên quay đầu lại, tinh quang trong mắt chợt lóe. Người này mặc một bộ y phục màu lam, dáng vẻ có vài phần tương tự với Lục Mi, chính là Lục Bắc con nuôi của lão gia chủ Lục gia. Con thấy trong phòng cha còn sáng đèn cho nên tới xem. Lục Mị nói, con nhanh đi tu luyện đi, gần đây thực lực con tiến bộ chậm quá. Lục Bắc nói, cha, cho dù con nỗ lực thế nào cũng không bằng hai người Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ, bọn họ đều đã là vũ phách và vũ tướng, con mới là vũ sư còn kém quá xa đôi mắt xinh đẹp của lục mị trầm xuống có vẻ cực kỳ mất hứng con à thiên phú tu luyện của con cũng không thể so sánh với hai đứa nó đều do ta chờ một thời gian nữa chúng ta có thể về nhà rồi đến lúc đó có gia tộc chống đỡ tiền đồ tu luyện của con tuyệt đối không thấp hơn lục thiếu du lục bắc nhìn nữ nhi mình ánh mắt mang theo một chút áy náy nói cha lục gia không phải là nhà của chúng ta sao lục mị vô cùng nghi hoặc hỏi Lục gia, hơn 20 năm trước ta tới lục gia này từ lúc 8 tuổi, cũng nghĩ rằng lục gia là nhà của mình. Thế nhưng trung quy lục gia vẫn không phải là nhà của ta. chương 597, Tuyệt Thế Bảo Đao 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục Bắc khe khẽ thở dài, lập tức quay sang nữ nhi mình nói. Mị nhi, qua một đoạn thời gian nữa, lục gia có nhiều khả năng sẽ dung chuyển, còn phải tự chiếu cố mình cho tốt. Cha, sao hôm nay những lời người nói đều có chút là lạ. Lục mị kỳ quái nhìn chăm chú vào Lục Bắc rồi nói. Con à, con không nên hỏi nhiều, không bao lâu nữa con sẽ biết. Lục Bắc nói, trong một khe sâu cách Lục ra mấy trăm dặm, lúc này đang có một cỗ khí tức cuồng bạo bạo phát ra, một cỗ uy áp như vua của muôn thú khuếch tán khiến cho muôn thú trong phương viên nhìn thước khủng hoảng. Một tiếng giống lớn từ trong bầu trời khuếch tán, rồi một cỗ khí tức xuất hiện, mơ hồ tản ra sát khí. Theo tiếng giống lớn này vang vọng, tiếp theo đó là uy áp nhanh chóng tăng mạnh, những giã thú chu vi chung quanh tức thì chấn kinh, toàn thân phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Siêu siêu, cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên, cũng không biết lúc nào mới có thể ổn định lại. Trong sơn động dưới khe sâu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tới ngày thứ năm, cỗ huyết sắc quang mang bao phủ quanh thân thể lục thiếu du trong sơn động đã được thu nhỏ tới một thước. Lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong huyết sắc quang mang dưới sự thôn vệ chậm rãi của lục thiếu du đang nhanh chóng giảm bớt huyết sắc quang mang càng ngày càng ít mấy canh giờ sau khi tia huyết sắc quang mang cuối cùng bị lục thiếu du thu vào trong thân thể khí tức trong sơn động ầm ầm được kéo lên mà lúc này nam thúc đang điều tức còn có tiểu long nhanh chóng phát hiện ra hầu như cùng một lúc ánh mắt cả hai nhanh chóng nhìn về phía lục thiếu du đang nhắm chặt mắt khoanh chân ngồi giữa sơn động siêu siêu trong nháy mắt này quanh thân lục thiếu du có quang mang chói mắt bắn ra, lập tức khí thức bàng bạc khuếch tán ra bốn khí, khí thức điên cuồng được kéo lên. Khí thức cuồng bạo tuôn ra, không gian chung quanh sơn động gợn sóng, trong nháy mắt lắc lư. Lão đại bắt đầu đột phá, trong mắt tiểu long hiện lên sự hưng phấn, siêu siêu, khí thức cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể lục thiếu du bạo phát ra, cỗ hơi thở này dẫn dắt năng lượng thiên địa vô hình. Năng lượng trong thiên địa nhanh chóng hội tụ vào bên trong sơn động rồi tiến vào cơ thể lục thiếu du theo sự tiến vào của năng lượng thiên địa, khí tức trên người lục thiếu du lấy một tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức này kéo lên vô cùng kinh khủng, thế như trẻ tre. Vũ tướng nhị trọng, vô tướng tam trọng, vũ tướng tam trọng đỉnh phong, cảm giác khí tức quanh người lục thiếu du tăng vọt, sắc mặt nam Thúc càng ngày càng ngưng trọng. Tiểu tử, đừng có cố nữa, thôn về càng nhiều năng lượng hậu quả sau này đối với người càng lớn. Nam Thúc lầm bẩm nói, trong lòng bắt đầu khẩn trương, dưới cơ hội đột phá nhanh chóng trước mắt, ai cũng khó có thể cự tuyệt sự mê hoặc này hắn cũng biết việc ham muốn đột phá trước mắt sẽ ảnh hưởng tới căn cơ sau này đối với con đường tu luyện sau này mà nói có tác dụng phụ vô cùng lớn khó mà có thể bước tiếp được thế nhưng nam thúc lo lắng có chút dư thừa lục thiếu du một đường đột phá đã gặp loại mê hoặc này rất nhiều mỗi một lần đều mạnh mẽ áp chế xuống bây giờ cũng vậy khi lục thiếu du cảm giác thực lực của mình trong nháy mắt tăng vào tới vô tướng tam trọng đỉnh phong đối với việc đột phá của hắn đã là cực hạn nếu như đột phá nữa, hắn sẽ không thể khống chế được. Trong khoảnh khắc, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du đánh ra, đồng thời một tiếng trầm muộn từ trong đan điền Lục Thiếu Du vang lên. Thình thịch, năng lượng huyết sắc từ trong cơ thể Lục Thiếu Du khuếch tán ra. Cỗ năng lượng huyết sắc này khiến cho cả sơn động tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Theo những năng lượng này khuếch tán ra khỏi cơ thể, khí tức trong cơ thể Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng ngừng tăng lên, khí tức ba động không ổn. Định, nửa canh giờ sau, lúc này rốt cuộc khí thức của lục thiếu du đã bình ổn trở lại. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong, cảm nhận khí thức của lục thiếu du lúc này, nam thúc khẽ lẩm bẩm trong mắt hiện lên chút tiêu ý nói. Tiểu tử này, nghị lực không tồi, siêu siêu, sau khi khí thức trên người lục thiếu du bình ổn trở lại, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt hắn lúc này càng thêm thâm thúy, phù, thở ra một ngụm trọc khí từ trong đan điền, lục thiếu du đứng lên, cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể tuôn ra xương cốt toàn thân khẽ rung động vang lên tiếng răng rắc như pháo nổ thật thoải mái lục thiếu du thầm nói một tiếng chân khí di chuyển trong kinh mạch y phục khẽ rung một cái một lần đột phá khiến cho khí thức của hắn mạnh thêm mấy lần khiến cho không gian xung quanh gợn sóng những gợn sóng này lan tràn tới phía xa lão đại huynh lại đột phá tiểu long vui vẻ nói lục thiếu du vặn thắt lưng một cái đột phá tới vô tướng tam trọng đỉnh phong so với thời gian còn là vũ tướng nhất trọng thực lực hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Tới vũ tướng mỗi một trọng khi đột phá đều tăng trưởng thực lực kinh người. Cảm giác thế nào, sau khi dung hợp với vũ linh khí? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Được, Lục Thiếu Du nói, thủ ấn trong tay biến đổi, tay phải dương lên, nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng mang, một cỗ khí thức cuồng hãn khuếch tán. Ngao, huyết quang thu liếm, thanh âm giống như long ngâm từ thân đao vang lên, thanh âm xuyên thấu ra bên ngoài khe xấu khiến cho muông thú, phi cầm kinh hãi chạy ra ra. Lục thiếu du vô cùng hưng phấn nhìn vào thanh đao trong tay, dài chừng hai thước ba, chuôi đao trong tay dài chừng 20 ly, giống như một con rắn xoay quanh, lưỡi đao sắc bén, sống đao dày cân xứng, tỏa ra từng đạo hàn mang, thân đao hình vòng cung giống như linh xà xuất động, vô cùng hoàn mỹ. Trên thân đao, cả vật thể tràn ngập màu huyết hồng, thi thoảng có huyết sắc quang mang lóe lên vô cùng quỷ mị, mơ hồ có một cỗ sát khí ngập trời tràn ra mà trên thân đao, lúc này Lục Thiếu Du cũng đã nhìn thấy có mấy đạo bí văn màu vàng, trên bí văn này mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nhảy lên, khí tức từ trên người tiểu long từ đó truyền ra. "Đao tốt." Lục Thiếu Du nói, thanh đao này quả thực khiến cho Lục Thiếu Du chấn động, nhìn vào vô cùng thích, giống như cây đao này là một bộ phận của thân thể hắn vậy. Nếu so với nó, đại đao của Phách Đao Long Tam, chiến đao của chiến đao khuất đao tuyệt cũng không thể so sánh được, chỉ xét về đao uy tràn ngập trên thân đao cũng không cùng một tầng thứ. Đao tốt, Nam Thúc cũng không nhịn được mà thốt lên, ánh mắt nhìn về phía cây. Đao trong tay Lục Thiếu Du rồi nói, thanh đao này là dùng tinh huyết của người luyện hóa ra, đao do người biến thành, đao này tràn ngập sát khí, xem ra trong xương cốt tiểu tử nhà ngươi không ngờ lại có nhiều sát khí như vậy. chương 598, Tuyệt Thế Bảo Đao 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bằng không cây đao này cũng không nặng về sát phạt chi khí như thế. Cây đao này, chỉ sợ sau này sẽ không phải là thiện đao, thế nhưng cũng không thể phủ nhận nó là cây đao tốt. Sau này ngươi nên tận lực bớt giết chóc đi, giết chóc quá nặng ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này của ngươi. Vâng, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng, khi nắm thanh đao này Lục Thiếu Du cũng không nhịn được cảm giác một cỗ sát phạt chi khí. Cỗ sát phạt chi khí này không ngờ lại có thể mơ hồ kéo chân khí trong cơ thể hắn di chuyển, giống như là thông linh vậy. Đao tốt a, à, Lục Thiếu Du thầm khen một tiếng, nhịn không được mà truyền chân khí vào trong tức thì trên chuôi đao vang lên một tiếng đao minh giống như là long ngâm. Ta chém, lúc này lục thiếu du không thi triển bất kỳ vũ kỹ đao pháp nào, đem trường đao trong tay chém thẳng ra, nhất thời một đạo đao mang bắn thẳng về phía trước. Siêu, mặt đất trong sơn động lúc này nhanh chóng nứt nẻ, xuất hiện một cái khe to chừng một ngón tay, nhanh chóng kéo dài tới bên ngoài sơn động, một đám đá vụn rơi xuống khe sâu. Siêu siêu, lục thiếu du đem từng đạo đao mang chém ra, tạo ra từng đường vòng cung, Đao mang này mang theo tiếng đao minh như rồng ngâm, khí thế bàng bạc như vạn mã, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chân khí thu lại, Lục Thiếu Du nắm chặt thanh đao trong tay. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được trong thân đao có một cỗ lực lượng kinh khủng đao lưu chuyển, cùng với chân khí của hắn phối hợp lẫn nhau, có thể nhanh chóng di chuyển, trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du dường như nghe thấy trong thân đao có một cỗ lực lượng muốn bắn ra ngoài. Ca ca, tiếng âm bạo không ngừng vang lên trên mặt đất, mặt đất trong sơn động đều là nham thạch. Thế nhưng lúc này trên mặt đất bằng nham thạch xuất hiện vô số vết nứt, kéo ra ra giống như mạng nhện. Thanh đao này mới chỉ là hoàng cấp mà thôi, chờ sau khi vũ linh khí của ngươi đạt tới địa cấp, lúc đó mới có thể mở ra không gian trong thân đan." Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. "Nam Thúc, linh khí chỉ đến cấp độ địa cấp mới có không gian riêng sao?" Lục Thiếu Du hỏi. "Không sai, mặc kệ là vũ linh khí hay hồn khí, nếu như muốn có không gian thì phải đạt tới địa cấp, còn như hoàng cấp và huyền cấp tuy rằng có thể biến hóa thế nhưng không thể có không gian nam thúc nói ồ lục thiếu du khẽ gật đầu nhớ tới cung điện bằng linh khí kia của vân hồng lăng nhất định đó là một kiện hồn khí lần trước hắn đã bị cung điện này vây khốn bên trong không nghĩ tới nó đã đạt tới cấp bậc địa cấp vân dương tông quả nhiên không phải bình thường nữ nhi của vân khiếu thiên cũng khác người trên người một vũ giả mang theo một hồn khí địa cấp đồng thời còn có hai khối thổ sát huyền lôi nếu như người bình thường động vào vân hồng lăng vậy thì chết chắc Phẩm chất của thanh đao này đã vượt qua dự đoán của ta, thế nhưng nó cũng khiến ta thiếu chút nữa ăn không tiêu. Vạn niên xích đồng quả thực danh bất hưu truyền, nếu ta không biết loại bí pháp luyện hóa này, dùng tinh huyết của ngươi nhỏ vào, hơn nữa lại thêm xích viêm hỏa trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh của ta không phải là linh hỏa bình thường mới có thể luyện hóa thành công. Mà đao này lấy vạn niên xích đồng làm cơ sở, có tinh huyết ngươi làm vật dẫn, lại thêm một tia linh hồn của tiểu long vào trong đó, có thể nói phẩm chất của thanh đao này đã là cực phẩm trong hoàng cấp đào tạo nó cho tốt, đến lúc tấn cấp tới thần khí có lẽ cũng không mất bao lâu. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, cảm ơn Nam Thúc, Lục Thiếu Du hành lễ, Nam Thúc đối với hắn chăm sóc từng tí một, Lục Thiếu Du đều ghi tạc trong lòng. Cây đao này còn chưa có tên, người đặt cho nó một cái tên đi. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, cây đao này lấy tinh huyết của con tế luyện thành, vậy thì gọi nó là huyết lục đi. Lục Thiếu Du nói, huyết lục, Nam Thúc mỉm cười nói, hay cho một cái tên bá đạo, nhớ kỹ lời ta nói, sau này nên bớt siết chóc đi, sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi đó. Vâng, tiểu tử nhớ kỹ. Lục thiếu Du đáp, cây đao này đã đạt tới đẳng cấp cực phẩm trong hoàng cấp, cách huyền cấp cũng chỉ có một bước nữa, ngươi có biết điều này đại biểu cho việc gì không? Nam Thúc hỏi, lẽ nào vừa rồi sử dụng nó ngươi không phát hiện ra cái gì sao? Nam Thúc mỉm cười nói, còn có cảm giác chân khí chỉ cần một ý niệm là có thể điều động vào trong đao. Tùy tiện xuất ra một đao thì uy lực so với một trường còn lớn hơn rất nhiều. Lục thiếu du suy tư một lát rồi nói, không sai, đây chính là uy lực của vũ linh khí, đặc biệt là vũ linh khí bản mạng dùng tinh huyết của người tế luyện ra. Linh khí bị cường giả điên cuồng truy cầu, đó là bởi vì linh khí có thể đề cao lực công kích. Vũ linh khí hoặc hồn khí hoàng cấp có thể đề cao thực lực của vũ giả và linh giả, nói cách khác, một vũ giả có tu vi vũ tướng nhất trọng chỉ bằng uy lực của huyết lục có thể đánh lại vũ tướng nhị trọng, nếu như phối hợp với vũ kỹ, vậy thì càng thêm kinh khủng. Cùng một loại vũ kỹ, binh khí bình thường và linh khí, thì linh khí có thể phát huy ra uy lực gấp 3 lần. Nam Thúc nói, lợi hại như vậy sao? Lục Thiếu dù có chút kinh ngạc, đây chỉ là vũ linh khí hoàng cấp mà thôi, thế như là vũ linh khí huyền. Cấp, vũ tướng nhất trọng cầm nó trong tay chống lại vũ tướng tam trọng tuyệt đối có thể làm được. Về phần vũ linh khí địa cấp, muốn đánh chết vũ tướng tam trọng cũng được. Nguyễn Cưỡng có thể chống lại vũ tướng tứ tọng, nếu như vũ linh khí đạt tới thiên cấp, cũng chính là thần khí như lời mọi người nói, vũ tướng nhất trọng cầm, chỉ bằng vào thực lực bản thân có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng, thậm chí là đánh chết vũ tướng ngũ trọng đó. Nam Thúc nói xong mỉm cười nói tiếp, chỉ là linh khí thiên cấp vô cùng ít ỏi, ngay cả ta cũng chưa từng gặp, cho dù là người có tài liệu luyện chế thần khí cũng không thể đơn giản luyện chế ra thần khí. Quá kinh khủng, lục thiếu du kinh ngạc nói, hiện tại hắn đã có thực lực vũ tướng tam trọng đỉnh phong, có lẽ bằng vào đan điền lớn hơn bình thường, chống lại vũ tướng ngũ trọng có thể miễn cưỡng làm được. Nếu như dựa theo lời Nam Thúc nói, nếu như phối hợp với huyết lục, lại thêm thực lực bản thân có thể đánh chết vô tướng lục trọng. Chờ sau này huyết lục tấn cấn, tới huyền cấp, địa cấp, thậm chí là thiên cấp thần khí kia, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thế nhưng muốn tới đẳng cấp thần khí thì không đơn giản chút nào. Người cho là trên đại lục này nhiều linh khí vậy sao? Đừng nói là tài liệu luyện chế linh khí rất khó tìm được, coi như là tìm đủ, cũng không kiếm được linh giả có thể luyện chế. Cho nên, cường giả đối với linh khí càng thêm điên cuồng. chương 599, gọi là huyết lục, chuyện được thực hiện bởi audio com Nam Thúc liếc mắt nhìn lục thiếu du nói, chỉ tăng cường mấy lần thực lực, đối với vũ phách, vũ tướng, vũ xuất mà nói có tác dụng khá lớn. Thế nhưng sau khi đạt tới vũ vương, khác biệt mỗi một trọng giống như là bầu trời, bằng vào linh khí muốn san lấp khoảng trống này rất khó. Lục thiếu du khẽ gật đầu, thực lực càng cao, tranh lệch đương nhiên càng lớn. Luyện chế đao cho ngươi cũng là vì có một ít nguyên nhân đặc thù, ở đây ta có một cỗ vũ khí huyền cấp trung giai thổ hệ, là vũ khí đao pháp có tên là Liệt Không Cửu Kích, chờ sau khi ngươi tu luyện được tới cửu kích, thì uy lực nó không thua kém vũ khí huyền cấp cao giai, cũng coi như là bất phàm. Chủ thuộc tính của ngươi là thổ hệ, phối hợp với huyết lục, uy lực sẽ không kém. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, trong tay xuất hiện một ngọc giản nồng nặc khí tức thổ hệ giao cho Lục Thiếu Du. Cảm ơn Nam Thúc Lục Thiếu Du hưng phấn thu lấy ngọc giản trong tay Nam Thúc, thứ mà Nam Thúc cấp cho hắn, không hề đơn giản. Ra khỏi lục gia cũng một tháng rồi, vũ kỹ này chờ sau khi rảnh rỗi thì tu luyện, nếu như không quay về, mẫu thân và tiểu hôn thê của ngươi có lẽ sẽ lo lắng. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, hắc hắc, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tính thời gian rời khỏi Trấn Thanh Vân, một tháng hắn đã không được gặp mẫn thân hắn, Vân Hồng Lăng, Lục vô song. Không nghĩ tới cuối cùng luyện chế huyết lục lại mất thêm nửa tháng, nhìn huyết lục trong tay, Lục Thiếu Du cũng mừng rỡ không ngớt, cuối cùng hắn đã có vũ linh khí bản mạng của mình. Ngoài khe sâu, lúc này có hai đạo thân ảnh nhảy lên. Thiên sĩ Tuyết Sư đang ở trên không trung chờ, lúc này khí tức trên người thiên sĩ Tuyết Sư. Đã tăng lên không ít, hai cánh mở rộng khiến cho không khí chung quanh lắc lư. Đột phá tứ giai trung kỳ rồi sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Một viên thánh quả vũ linh cũng đủ để cho thiên sĩ tuyết sư đột phá từ tứ giai sơ kỳ lên tứ giai trung kỳ. Tiểu Long sau khi dùng thánh quả vũ linh, Lục Hiếu dù có cảm giác thánh quả vũ linh đối với việc đột phá của yêu thú so với vũ giả nhân loại và linh giả thì kém hơn không ít. Nếu như vũ giả dùng nó, một quả thánh quả vũ linh, vũ phách nhất trọng ăn vào có cũng đủ để đột phá lên vũ phách cửu trọng, có lẽ còn tăng lên nữa. Khi trước độc cô cảnh văn trong mật địa ăn vào một quả thánh quả vũ linh cũng từ vũ tướng nhất trọng đột phá tới vũ tướng nhị trọng đỉnh phong, tu vi đạt tới vũ tướng năng lượng để đột phá một trọng bằng mấy trọng của vũ phách. Mà lúc này thánh quả vũ linh để trong hộp ngọc đã lâu, hiệu quả đã yếu hơn một chút, thánh quả vũ linh ăn vào ngay trong mật địa thì hiệu quả mới mạnh nhất. Siêu, tiểu long không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ hiện lên sự vui vẻ. Tuyết sư, người đột phá là tốt rồi, không thể kém ta quá xa nha. Tuyết sư, trở lại lục ra, lục thiếu du nói, vâng chủ nhân, thiên sĩ tuyết sư đáp, trên thân thể khổng lồ lúc này khuếch tán ra một cỗ khí thức vương giả, huyết mạch của nó không phải yêu thú bình thường có thể so sánh được ngay cả nghịch lân yêu băng, huyết ngọc yêu hổ cũng kém nó. Mặc dù là nghịch lân yêu băng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu dao cũng không phải là yêu thú bình thường. Không biết lục tiểu bạch đột phá được mấy trọng, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, lục thiếu du khẽ nói. Thiên phú tu luyện của lục tiểu bạch thực sự không được tốt lắm, trong ba năm này ta cũng cải tạo thể chất của nó không ít, hơn nữa lại thêm thánh quả vũ linh ngươi cấp cho nó, sau này muốn đột phá vũ vương cũng không phải không có cơ hội thế nhưng muốn đột phá thêm thì rất khó. Nam thúc nói, Nam thúc ba năm nay còn cảm ơn thúc rất nhiều. Lục thiếu du nói, trong mắt hiện lên sự cảm kích, bởi vì có liên quan tới hắn, cho nên Nam thúc mới hỗ trợ dạy bảo Lục tiểu bạch. cảm ơn cái gì? tên Lục tiểu bạch ngốc nghếch này lãng phí không linh dược vài chục năm ta thu thập, giá trị vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. bằng không ngươi cho rằng bằng vào thiên phú của hắn, trong vòng ba năm có thể đột phá tới vũ phách sao? hôm nào ngươi định trả phí tổn cho ta? nam thúc trừng mắt nhìn lục thiếu du nói nam thúc còn có ngày hôm nay chính là nam thúc ban cho mạng của tiểu tử cũng là một nửa của nam thúc lục thiếu du nhanh chóng thi lễ ba năm qua hắn dùng nhầm hai viên linh đan tuy rằng tạo thành âm dương thể thế nhưng lại đối mặt với tử vong nếu không có nam thúc hắn đã sớm chết mà thực lực hiện tại của hắn còn có âm dương linh vũ quyết đều là nam thúc cấp cho đối với nam thúc lục thiếu du cảm kích vô hạn từ lúc nào tiểu tử ngươi lại trở thành thế này lão già ta cũng không muốn bị đẩy vòng vòng, mau trở về thôi. Có lẽ sắp tới lục gia sẽ vô cùng náo nhiệt, xem ra lục gia này ta cũng không thể ẩn mình được nữa. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nam thúc khẽ vặn thắt lưng một cái, dáng vẻ phấn chấn vừa rồi không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ ốm yếu, hai mắt lờ mờ kia. Nam thúc, lục gia sắp xảy ra chuyện gì sao? Lục thiếu du nghi hoặc hỏi, có lẽ là vậy, ta tới lục gia các ngươi đã được hơn 30 năm rồi. Từ 20 năm trước, lục gia các ngươi long xà hỗn tạp, vô cùng náo nhiệt, phỏng chừng không bao lâu nữa, lục gia sẽ có một hồi hài kịch, tới lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Nam Thúc nói, vô song tỷ, tiểu tặc kia làm sao còn chưa trở về. Chàng bảo bế quan một tháng, hiện tại được một tháng rưỡi rồi còn chưa trở về. Trong đình viện lục gia, Vân Hồng Lăng có chút lo lắng nói với lục vô song. Thiếu dù có tiểu long bên người, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trừ phi, lục vô song nhướng mày, trong lòng cũng có chút lo lắng chẳng lẽ là cường giả triệu ra lại tới khuôn mặt việt mỹ của vân hồng lăng trầm xuống yên tâm đi công tử không có việc gì trong bình viện lục tiểu bạch có chút gian xảo kiên nói chỉ có mình hắn biết công tử đi ra ngoài với nam thúc độ nguy hiểm cũng không lớn tiểu bạch người phái người đi tìm thiếu du đi la lan thì thấy vân hồng lăng và lục vô song lo lắng bản thân nàng càng thêm lo lắng mẫu thân không cần tìm con nữa con đã trở về rồi thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện trong đình. Viện, tiểu nhân đã nói công tử không có việc gì mà. Lục Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đột phá không tồi nha. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch, một tháng rưỡi trôi qua, khí tức lúc này trên người Lục Tiểu Bạch đã đạt tới vũ phách lục trọng. Đa tả công tử, Lục Tiểu Bạch cảm kích nói, đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là dựa vào thánh quả vũ linh công tử cấp cho hắn, bằng không hắn cũng không thể đột phá nhanh chóng như vậy.